bạn đang nghe truyện từ Tiên Hiệp Audio, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Vĩnh Sinh, tập 112 Hạng nhất chân mang theo dáng vẻ bệ vệ ngập trời, từng bước tới gần, ám hắc chi thư, trên đỉnh đầu có thể đem hết thảy dung nạp vào, chuyển hóa thành nô bột của đêm tối. Phương Hàng vẫn sừng sững đứng im không hề nhúc nhích, mặc cho khí thế của đối phương áp bách. Thần phục, hoặc là chết. Phong Duyên, ngươi hãy chọn một con đường, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng đó. Hạng nhất chân còn cách phương hàng hơn 10 trượng liền dừng lại, lẳng lặng phiêu phù, tự hồ như muốn đùa vui trong chốc lát. Đạo hút sư huynh, người này cùng vọng tự đại, ta phải giáo hún hắn một chút. Phương Hàng quay đầu lại nói với đạo húc thánh tử, tuy đều là người của vũ hóa môn ta, nhưng mà hắn nhiều lần làm quá, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Sư đệ, ra tay nhẹ một chút, Lưu lại vài phần tình cảm, không nên phế thần thông của hắn, dù sao hắn cũng có quan hệ với thượng cổ giả đế, thuộc về hàng nhân vật thiên tài trong vũ hóa môn ta, sau này trong đại tái thánh tử, còn có thể đã kích một số đại môn phái như thái nhất môn, sư đệ hãy hàng phục hắn, để hắn tâm phục khẩu phục là tốt rồi. Đạo hút thánh tử thập phần thành khẩn nói chuyện với phương hàng. Cũng tốt, để hắn hàng phục, làm nô bột của ta cũng không tồi. Phương hàng gật gật đầu đáng giận đáng chết hạng nhất chân đều nghe rõ những lời đối thoại này với tu vi cùng tâm tính của hắn quả thực là không thể chịu được từ trong lời nói của đạo húc thánh tử có thể nghe ra chính mình còn lâu mới là đối thủ của phương hàn điều này trái lại chính là cố ý khiêu khích hắn đạo húc thánh tử ngươi cũng chết chắc rồi ngươi cho rằng làm như vậy là có thể đã kích lòng tự tin của ta sao sai rồi như vậy ngược lại sẽ kích khởi lửa giận trong ta khiến các ngươi càng thêm thê thảm ngươi mặc dù là thánh tử có uy tín lâu năm thế nhưng ở trong vũ hóa môn lực lượng mới là trên hết sống sau vượt sống trước ta dễ dàng có thể trấn áp ngươi chờ ta biến tên tiểu tử phong duyên này thành nô bột cũng sẽ đối xử với ngươi giống như vây ta muốn ngươi quỳ xuống liếm đầu ngón chân của ta hạng nhất chân cũng xuất ra sát ý đối với đạo húc thánh tử Thần nhất mi thái thượng trưởng lão lắc đầu, biết hạng nhất chân người này còn chưa ăn thịt thòi còn chưa biết trời cao đất rộng. Không cần ta phải xuất thủ, phong duyên sư đệ tự nhiên sẽ trấn áp ngươi. Đạo húc thánh tử tự hồ như đã khó chịu rồi, sư đệ, nhanh chóng xuất thủ giải quyết hắn đi, chúng ta còn phải tới tế tự tổ tông, chính thức trở thành thánh tử nữa. Được rồi, một tên hạng nhất chân quả thực không phải là đối thủ của ta, như vậy đi, xích thủ thiên tôn cố trường phong còn có tên yến tây quy kia nữa thất là cũng không biết trời cao đất rộng là gì đối nghịch với ta ta cũng lười động thủ ba lượt các ngươi cùng nhau lên đi phương hàn đứng chắp tay sau lưng nói với ba người hạng nhất chân cố trường phong yến tây quy ầm ầm một viên đá rơi ngàn con sóng dậy lời này của phương hàn cơ hồ làm cho tất cả mọi người chấn kinh để ba người cùng tiến lên tên phong duyên kia có phải là phát điên hay không ba người cùng tiến lên hắn không sợ chết sao tuy hắn cũng tấn thăng đến cảnh giới tổ tiên thế nhưng không thể chống lại ba người đây là đang cố ý khiêu khích sao nhưng mà cũng quá ngu xuẩn đi quả thật là quá ngu đồng dạng là tổ tiên làm gì có đạo lý lấy một địch ba cố trường phong yến tây quy đám người kia là tuyệt thế hùng tài vô thượng bá chủ mỗi một người đều có thể chống lại hắn mà ta xem không hiểu nhưng mà có thể tu luyện tới tình trạng vô thượng tổ tiên tuyệt đối không phải đơn giản điên khùng như vậy khẳng định là có chỗ dựa chẳng lẽ hắn thật sự chiếm được truyền thừa của cốt thánh rất nhiều người đồng thời lên tiếng nghị luận thậm chí ở sâu trong thánh điện có một số nhân vật cường đại cũng đưa ánh mắt hướng về phía này ở chỗ sâu trong vũ hóa môn thánh điện còn có nhân vật cường hoành hơn tổ tiên bất quá bọn họ đều không ra muốn nhìn xem rốt cuộc tranh đấu giữa đệ tử như thế nào ha ha cố trường phong nghe thấy phương hằng nói như vậy hắn lập tức giận quá hóa cười ta đã thấy qua không ít đồ đệ cuồng vọng trong thiên hạ thế nhưng cũng không có kẻ nào cuồng vọng như ngươi vậy ngươi là một thằng điên ba người cùng tiến lên ngươi cho rằng bản thân là ai nguyên tiên, cao hơn chúng ta một cấp bậc. Hay là thánh nhân? Nói khoác mà không biết ngượng, hạng nhất chân, trước hết ngươi hãy thu thập hắn đi, người này khiến ta thật sự giận dữ rồi đấy. Yến Tây Quy cũng nổi giận, nếu để cho hắn tiếp tục cuồng vọng, ta sợ nhịn không được mà xuất thủ giáo huấn hắn trước. Đã như vậy, vậy chết đi. Đột nhiên lúc này ánh mắt của hạng nhất chân quét ngang, hai tay đang vào nhau, đánh ra một quyền. Đêm tối buông xuống màn đêm dày, vị ương chi địa, dạ đế xuất hiện. Một quyền này của hạng nhất chân đánh ra làm cho thiên hạ vỡ nứt, áp súc thiên khung, không gian thời gian đều sụp đổ chuyển hóa thành hắc ám chi địa, lãnh thổ của hắc ám. Ám hắc chân giới, duy nhất chân thần. Bạo khí sinh ra chung quanh phương hàng, là do dạ đế thần quyền mang đến. Mỗi một tầng bảo khí đều có thể hủy diệt một quốc gia. Hạng nhất chân ha ha cười, tiếng cười mang theo vẻ tàn nhẫn, muốn dùng một quyền này tại chỗ xé rách Phương Hàng. Đối mặt với một quyền này, thân thể Phương Hàng chấn động, đột nhiên trở nên cao lớn, sau lưng dâng lên một đoàn minh quang, thật giống như mười mặt trời đều nhô cao. Cư nhiên đánh ra tuyệt học của Hy Hoàng, thiên hữu thập nhật. Mười bánh xe mặt trời xuất hiện trên không trung, nhất tề dân lên, xé rách hết thảy hắc ám, đốt núi nấu biển. Phương Hàng tự hồ như hóa thân thành đại nhật Hy Hoàng, Quang minh chi đế, nhân thể một quyền. Bùng bùng bùng. Thanh âm vang vọng như trẻ tre. Quyền kình của hạng nhất chân bị phá sạch sẽ, mọi người liền thấy Phương Hàng dùng một quyền phá địch, thân thể cao lớn chấn động, hạng nhất chân lập tức bại lui. Đây là chuyện gì vậy? Pháp lực của hắn tại sao cường mảnh như vậy? Hạng nhất chân liên tục phun ra mấy ngụm máu đen, toàn thân thiếu chút nữa thì sụp đổ, hung ác chi tâm của hắn bị kích phát, Ám Hắc chi thư trên đỉnh đầu đột nhiên nổ mạnh, hóa thành áo giáp bao vây toàn thân mình lại. Ám Hắc Thiên Khải, bất hủ vô địch. Thân thể của hắn cũng lên tiếp bay lên, tiến hành phản kích cuối cùng. Quỳ xuống. Phương Hàng nhàn nhã dạo chơi, tùy ý huy sái, một tay áp xuống, 10 bánh xe mặt trời trên thương khung nhảy lên, đột nhiên áp súc lại, biến thành 10 khối đại tinh rơi vào lòng bàn tay, chậm rãi áp bách xuống lập tức kiện áo giáp trên người hạng nhất chân rắc rắc kêu lên thoáng cái nổ tung thân thể trở nên trần trụi hắn nhịn không được mà liên tục rít gào nhưng đầu gối bị áp xuống thiếu chút nữa vỡ nát không ngờ thật sự quỳ xuống trước mặt phương hàng. quỳ xuống rồi thật sự phải quỳ xuống a hạng nhất chân quỳ xuống trước mặt phong duyên phong duyên quả nhiên là cường hoành quá mạnh mẽ đi mạnh không cách nào tưởng tượng nguyên lai ta cho rằng hắn đang khoác lác lại thật không thể ngờ được chỉ cần giơ tay nhất chân đã khiến cho hạng nhất chân phải quỳ xuống. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi nữa. Hạng nhất chân là nhân vật bậc nào? Vẫn cho rằng mình là thiên tài, hùng tài, giả dạ đế chuyển thế, không ai bị nổi, thế nhưng bây giờ lại quỳ xuống trước mặt người ta, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Từ nay về sau hắn rốt cuộc không thể ngẩng đầu lên được nha. Quả thật là không ngẩng đầu được lên nổi. Đây là đã kích trọng đại trên con đường tu luyện của hắn, phải trải qua rất nhiều thời gian mới có thể gượng dậy nổi. Cao ngạo như vậy lại phải quỳ xuống, so với chết còn khó chịu hơn. Hắn được xưng là duy nhất chân thần, có uy vọng cao thượng trong hàng đệ tử, thế nhưng thoáng cái quỳ xuống, duy nhất chân giáo tan rã rồi, sẽ không có đệ tử tin tưởng hắn nữa. Bị người bức bách phải quỳ xuống, còn muốn làm duy nhất chân thần. Quả thực là buồn cười. Nói như vậy, phong duyên một người thắng ba người, khả năng này không phải là không có. Hiện trường hoàn toàn sôi trào, thấy phương hàng áp bách để hạng nhất chân quỳ xuống, không ai là không khiếp sợ. Súc sinh Hạng nhất chân cũng cảm thấy bản thân đang quỳ xuống, sỉ nhục khôn cùng từ sâu trong nội tâm bừng lên, sắc mặt của hắn thoáng cái trở thành đỏ, sau đó lại chuyển thành tím, phong duyên, ta và ngươi không đội trời chung. Từ nay về sau ngươi chính là địch nhân lớn nhất của giả đế ta, cũng là địch nhân lớn nhất của ám hoàng phủ đệ thiên đình, sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Bất hủ ám hắc thiên cung, vĩnh dạ cô tịch. Ta và ngươi cùng nhau đi tới vực sâu hủy diệt, thừa nhận vĩnh hằng cô tịch đi. Hạng nhất chân bắt đầu liều mạng. Hắn đánh ra sát chiêu mạnh nhất, vĩnh dạ cô tịch. Một bóng dáng giả đế xuất hiện, bắt đầu thi triển ra huyền công hủy thiên diệt địa đem người dẫn vào trong màn đêm vĩnh viễn, thừa nhận vĩnh hằng cô tịch. Cô độc cùng tịch mịch. Không tốt, hạng nhất chân liều mạng rồi, thi triển ra một chiêu này, chỉ sợ thánh điện đều bị đánh sập. Hắn đã không để ý tới sinh tử nữa rồi. Mau lui, mau lui. Rất nhiều người đều có phần sợ hãi. Hai tay phương hàng đột nhiên giao nhau, nhô lên cao, giống như tiếng sấm giữa mùa xuân, phá. Một cổ cự lực từ trên buông xuống, ánh sáng chói lòa, trực tiếp đánh bại hư ảnh giả đế, sau gió ý cảnh cô độc cùng tịch mịch cũng tan đi, thay vào đó là bầu trời hỏa diễm quang minh, kết thành phong ấn, một mực phong ấn chặt hạng nhất chân, khiến hắn bảo trì ở tư thế quỳ. Tại sao có thể như vậy, một chiêu vĩnh dạ cô tịch này đều không có hiệu quả? Trên mặt hạng nhất chân một nửa là điên cuồng, một nửa là hoảng sợ, cơ hồ thiếu chút nữa suy sụp. Sát chiêu liều mạng của hắn cứ như vậy bị đánh tan, quả thực là giống như chưa từng phát sinh qua chuyện gì. Hảo hảo quỳ xuống, tỉnh lại, cũng quỳ ở đây ba ngày ba đêm cho ta, ngươi nếu như chịu được sỉ nhục, dày vò, trong tương lai ta sẽ lại cho ngươi cơ hội thiêu chiến ta. Phương Hàng dùng một tay phong ấn xuống, nguyên khí ùng ùng éo tới áp bách, khiến cho hạng nhất chân cứ như vậy quỳ trên mặt đất, dãy dụa thế nào cũng không thể nhúc nhích. Đánh bại rồi, vĩnh dạ cô tịch cũng bị hắn đánh bại, vậy phong duyên phải mạnh mẽ cỡ nào? ngươi có nghe thấy không? Hắn muốn cho hạng nhất chân ở trong này quỳ ba ngày ba đêm, nếu như là ta, chỉ sợ tình nguyện tự sát, xấu hổ mà chết. Huống chi là hạng người cao ngạo như hạng nhất chân. Hạng nhất chân rất cao ngạo, sau ba ngày ba đêm quỳ ở đây, chỉ sợ sẽ xấu hổ cùng giận dữ mà tự sát, không thể chịu đựng được tra tấn, tên phong duyên này thật sự là tàn nhẫn. So với giết đối phương còn khó chịu hơn, giết người không bằng làm nhục người đây là vũ nhục trần trụi đấy. Rất nhiều người trông thấy thủ đoạn ngoan độc của Phương Hàng đều liên tiếp lui về phía sau, sợ bị vị sát thần này không vừa ý, làm nhục một phen, vậy thà tự sát cho xong. Ở chỗ sâu trong thánh điện vũ hóa môn, cũng truyền tới một số ý niệm, tự hồ như đang thương lượng chuyện gì đó. Phong duyên tên đệ tử này không ngờ lại lợi hại như thế, chỉ là không nên để hắn tiếp tục như vậy, nếu không hạng nhất chân cũng sẽ bị tức chết có nên xuất thủ ngăn cản hay không? Bỏ đi, đây có lẽ cũng là một chuyện tốt đối với hạng nhất chân, nếu như hắn có thể thừa nhận đã kích lần này, không bị tư sống tức chết, biết sĩ mà dũng, sẽ là một cơ hội đột phá rất lớn, đối với tiền đồ của hắn cũng là bất khả hạn lượng. Nếu như chịu không nổi thì sao? Vậy cũng là một tên phế vật trí tuệ không kiên định. Cũng không có cái gì đáng cứu cả. Quả thực nếu phải quỳ ba ngày ba đêm ở đây sẽ là một loại sỉ nhục khôn cùng, người cao ngạo nhất định sẽ xấu hổ cùng giận dữ mà tự sát. Đây chính là vũ nhục với tôn nghiêm của tính mạng. Nhưng mà hắn quỳ ở chỗ này trong thời gian ba ngày ba đêm, nhất định sẽ nghĩ thông rất nhiều chuyện, khiến cho tính mạng của hắn nhận được vô thượng tinh hoa, chỉ có biết sỉ nhục mới có thể minh bạch sinh mệnh trân quý nhường nào. Chúng ta không nên nhúng tay vào, để bọn họ tranh đấu nếu như hạng nhất chân có thể lĩnh ngộ chỗ trân quý của tính mạng bị sĩ rồi sau đó sẽ dũng đó cũng là một chuyện tốt hắn quá thuận buồn xuôi gió như vậy sớm muộn sẽ có một ngày gặp phải đại họa sát thân không tệ không tệ cứ để cho hạng nhất chân hắn tôi luyện hơn nữa chúng ta xuất thủ ngăn cản lại khiến phong duyên bất mãn lúc đó một chén nước cũng khó giữ thăng bằng mặc kệ vẫn là tốt nhất hơn nữa vừa rồi tên phong duyên này cũng không có giết người Tùy xuống cũng là một loại thử thách. Các ngươi đã nhìn ra thực lực của tên Phong duyên này chưa? Rất mạnh, hơn nữa còn xa xa chưa có phát huy ra lực lượng mạnh nhất, không biết đến tột cùng sẽ có tình trạng gì. Ta hoài nghi, một số cường giả tổ tiên đỉnh phong cũng không làm khó được hắn. Cường hoành như vậy? Không thể nào đâu, hắn mới tấn thăng tới cảnh giới tổ tiên mà. Chúng ta tiếp tục nhìn xem, chờ hắn trở thành thánh tử đi tới thái cổ chi khư, đối kháng với đám thánh tử của môn phái khác, chẳng phải chúng ta sẽ biết thực lực chân chính của hắn sao. Đáng giá để bồi dưỡng, vũ hóa môn có kẻ này, sau này thậm chí trở nên tốt đẹp hơn không ít. Môn phái nào mà chẳng chê thiên tài ít. Ở chỗ sâu trong vũ hóa môn, một hồi thần niệm cổ xưa luân chuyển trao đổi. Những cao thủ này trao đổi trong nháy mắt, cũng chỉ qua mấy nhịp thở. Lúc này trận chiến giữa Phương Hàng cùng Hạng Nhất Chân đã phân ra thắng bại. Hạng Nhất Chân quỳ trên mặt đất, bị phong ấn trấn áp, toàn thân đẫm máu, liên tục dãy dụa, thế nhưng Thủy Chung không có cách nào đứng lên. Xem ra là nhất định bị Phương Hàng trấn áp ba ngày ba đêm quỳ trên mặt đất, chịu đựng ánh mắt chế nhạo của mọi người. Quỳ ở trong này, mỗi ngày đều có rất nhiều người nhìn, chỉ rõ, đừng nói trí tuệ cao ngạo như Hạng Nhất Chân, cho dù là một kẻ huyền tiên cấp thấp cũng không thể chịu đựng nổi. Lúc này hạng nhất chân đã tức sôi lên, sắc mặt nhăn nhó, tùy thời đều có thể bạo tạc. Đây là Xích thủ thiên tôn cố trường phong, yến tây quy thấy được một màn này, trên mặt cũng hiện ra vẻ rung động. Bọn họ tuyệt đối không ngờ được phương hàng cứ như vậy dễ dàng đánh bại hạng nhất chân, cơ hồ không hề hao phí một điểm lực lượng, nhàn nhã dạo chơi, kinh hải nhất là làm cho người ta quỳ xuống còn khiến đối phương không cách nào liều mạng, ngay cả tự sát cũng không làm được. Điểm này còn khó hơn nhiều so với việc giết chết đối phương. Xích thủ thiên tôn cố trường phong cùng Yến Tây Quy lập tức liếc mắt nhìn nhau, đều hiện ra tâm tư mâu thuẫn trong lòng đối phương, tự rút đi, thế nhưng lại không cam lòng. Sao vậy? Phương Hàng xoay người lại, ánh mắt tập trung nhìn về phía xích thủ thiên tôn cố trường phong cùng Yến Tây Quy, các ngươi sao còn chưa quỳ xuống sám hối cùng hạng nhất chân quỳ xuống, chẳng lẽ còn muốn ta động thủ sao? Ta mà động thủ, các ngươi chưa chắc sẽ bảo toàn được thân thể đâu, đến lúc đó mà bị thương, hoặc pháp lực triệt để bị hủy, cũng đừng trách ta vô tình. Thật không ngờ Phương Hàng lại bá đạo như vậy, còn muốn xích thủ thiên tôn cố trường phong, yến tây quy đều quỳ xuống, quỳ cùng một chỗ với hạng nhất chân. Bá đạo Vô cùng bá đạo Tất cả mọi người đều khiếp sợ đến nỗi đờ đẫn, để một kẻ như hạng nhất chân quỳ xuống đã là chuyện không tưởng rồi, hiện tại hắn còn muốn ba đệ tử hùng tài đại lược đều quỳ xuống, chuyện này rốt cuộc là cần phải có lực lượng cường hoành cỡ nào mới có thể làm được. Phong Duyên, ngươi không nên khinh người quá đáng. Xích thủ thiên tôn cố trường phong đột nhiên gào to một tiếng, hôm nay ngươi nếu thật sự làm thế, như vậy sẽ triệt để đắc tội với người của Thái Dương Thần Cung, ngươi biết Thái Dương Thần Cung lợi hại cỡ nào không? thân phận của ta là thế nào trong Thái Dương Thần Cung? Ta đã được liệt hoàng thu làm ký danh đệ tử. Ngươi mà đắc tội với ta, chính là đắc tội với một vị hoàng giả, sau này nửa bước khó đi. Quỳ xuống. Phương Hàng lạnh lùng cười, bước ra một bước, sau lưng xuất hiện một khối đại thủ lôi đình, trong lòng bàn tay xuất hiện một con mắt. Hình chi thủ. Cố trường phong thoáng thấy thứ này, thân thể vội vàng nhảy lên, muốn thoát khỏi khống chế, chạy ra khỏi nơi này. Thế nhưng hình chi thủ đen kịt tràn ngập ra ngoài, bao phủ toàn bộ thế giới lại, cố trường phong hóa thân thành hỏa quan đánh tới hình chi thủ, lại giống như ruồi bọ đâm đầu vào tấm sắt, đầu óc trở nên choáng ván. Phương Hàng vừa lật tay, xích thủ thiên tôn cố trường phong cũng theo đó mà rơi xuống, xoạch một tiếng, đập người xuống đất, thân thể bắn ra từng mảnh hỏa quan thật lớn. Thái dương thần quân, huyền hỏa cửu biến. Xích thủ thiên tôn cố trường phong nổi giận, dù sao hắn cũng không thể quỳ xuống, toàn thân cứ như thế bắt đầu bốc cháy, nhất là đôi mắt liền biến thành mặt trời, mãnh liệt đánh về phía phương hàng. Phong hỏa giận dữ gào rít. Bốn phía xuất hiện quốc gia hỏa diễm, hết thảy sự vật đều chuyển hóa thành hỏa nguyên khí, vô số quả lửa, hỏa long, hỏa mã, hỏa kỳ lân, hỏa công bằng, hỏa kế mông, hỏa cùng kỳ. Vây quanh phương hàng mà thiêu đốt. Thân thể của xích thủ thiên tôn cố trường phong cũng vặn vẹo biến thành một pho tượng hỏa lò cự đại, là thái dương thần lô, trấn áp đối với phương hàng. Phương hàng phun ra một hơi, hàng khí nổi lên bốn phía, luồng không khí lạnh này cuồn cuộn mà đến, tự hồ như hàng băng đại thế giới được bê tới thiên giới, thoáng cái nổ mạnh. Dòng nước lạnh tới từ viễn cổ làm cho hỏa diễm đông lại. Răng rắc. Toàn bộ hỏa diễm bị dập tắt, xích thủ thiên tôn cố trường phong bị đông kết thành một khối băng, bị phong ấn rơi trên mặt đất. Tư thế khi bị đóng băng chính là bộ dáng đang quỳ xuống, song song quỳ một chỗ cùng hạng nhất chân. Một hơi liền thổi trúng xích thủ thiên Tôn Cố Trường Phong, làm hắn đóng băng, sau đó quỳ xuống như thường, rất nhiều người thấy một màn này đều bị chấn đắc thiếu chút nữa hôn mê. Thật mạnh. Đại Tôn giả toàn thân toát mồ hôi lạnh, một ngón tay có thể bóp chết ta, lúc này mới qua bao lâu? thời điểm hắn tiến vào hàng ngũ đệ tử hạt giống hạch tâm của vũ hóa môn thực lực so với ta cũng không sai biệt lắm hiện tại cho dù một ngàn kẻ như ta cũng không phải là đối thủ của hắn thổi một hơi đánh bại xích thủ thiên tôn cố trường phong cái này đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi ta cũng không thể tưởng được hắn mạnh cỡ nào nữa chỉ còn lại một mình yến tây quy không biết tính sao đây ta vốn muốn xem một hồi kịch tính nhìn xem ba người này làm thế nào gây khó dễ cho Phong Duyên, lại tuyệt đối không ngờ cư nhiên bị Phong Duyên dễ dàng đánh bại, làm nhục, đùa bẩn, bắt quỳ ba ngày ba đêm như thế. Một số đệ tử tới xem trò vui nhìn Phương Hàng thật giống như thấy trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Môn vậy, loại tu vi này cơ hồ là chiến thần bất bại, căn bản không có người nào có thể làm gì được hắn. Phong Duyên vô địch, bóng dáng này đã gieo mầm lạc ấn sâu trong suy nghĩ mọi người. Địa vị, Quyền uy bắt đầu được xác lập. Yến Tây Quy, ngươi tự quỳ xuống, ta sẽ không làm khó ngươi, cũng không phong ấn ngươi. Chỉ cần ngươi ở đây quỳ ba ngày ba đêm, soi xét lại lỗi lầm của mình, ta sẽ không động thủ với ngươi. Người cuối cùng trong ba người, vẹn vẹn chỉ còn lại Yến Tây Quy. Vị công tử phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, kỳ tài ngút trời, cả đời xuôi gió xuôi nước, không gặp nửa điểm khó khăn này chính là công tử của Yến gia, Yến đại thế gia yến gia cũng là một đại thế giới thế lực không hề thấp hơn hư gia yến tây quy là một vị thiếu chủ trong đó tu luyện trong vũ hóa môn cho tới bây giờ vẫn luôn cao cao tại thượng phong duyên yến gia chúng ta có vô thượng tôn nghiêm trên người của ta có huyết mạch đặc biệt của yến hoàng ngươi có thể vũ nhục ta thế nhưng không thể vũ nhục huyết mạch của yến hoàng lão tổ có thể giết ta thế nhưng muốn ta quỳ xuống tuyệt đối là không thể nhục thân lớn như sát n hơn ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Yến Tây Quy sừng sững mà đứng, giọng nói rất hùng hồn phóng khoáng, hiên ngang lẫm liệt, trong đó còn mang theo uy hiếp nồng đậm. Thiếu chủ của Nam Cung Thế Gia mà còn bị ta bắt quỳ xuống, hơn nữa còn ở trước cửa thần miếu của thiên địa liên minh. Huyết mạch của ngươi xem ra cũng không cao quý hơn hắn được bao nhiêu, hơn nữa ta bắt ngươi quỳ ở trong thánh điện của Vũ Hóa Môn, có cái gì mà không thể. Phương Hàng tự hồ như chẳng muốn động thủ, chuẩn bị để Yến Tây Quy tự động quỳ xuống, không chiến mà khiến binh sĩ quỳ xuống. Yến Tây Quy, ngươi nên quỳ xuống đi, ngươi không phải là đối thủ của Phong Duyên đâu, quỳ xuống cũng không là cái gì lớn, tự kiểm điểm không chừng tu vi còn tiến nhanh hơn. Nếu như Phong Duyên động thủ, ngươi vẫn phải quỳ xuống như thường, hơn nữa còn bị đánh cho thân mình đầy thương tích, sao phải khổ như thế chứ? Hư mộ vân lên tiếng. Ngươi! Sắc mặt của Yến Tây Quy hết sức khó coi, hư mộ vân, chỉ cần ta tránh được kiếp nạn lần này, nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi. Hừ. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, để chính ngươi quỳ xuống ngươi còn không muốn, cho ngươi mặt mũi ngươi lại không biết xấu hổ. Ta đây đành phải cho ngươi chịu chút đau khổ. Phương Hàng phất tay áo, ống tay áo hướng lên mà khuếch trương, bảo phủ cả bầu trời vào, đen kịch bao trùm về phía Yến Tây Quy. Yến thần Tây Quy, Tây Phương Thanh Nhàn cực lạc. Thân thể của Yến Tây Quy khẽ động, cả người thật giống như biến thành một đạo khói xanh, tử vong niết bàn, biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Biến mất. Đây là Tây Quy Đại Pháp. Nghe đồng Tây Quy Đại Pháp của Yến Gia là huyền công kết hợp với Phật Môn, còn có đại đạo từ rất nhiều kỷ nguyên thượng cổ trước mà sinh ra, một khi thi triển, cả người liền biến thành khói xanh, thật giống như Phật Đà Niết Bàn, tử vong lẫn vào trong hư không, sau đó trọng sinh tại một địa điểm đặc biệt. Không ai có thể làm gì được. Quả thật đã biến mất rồi, ống tay áo của Phong Duyên cũng không thể nhốt được hắn. Tự nhiên để hắn đào tẩu, sau khi trốn đi, sẽ tạo thành một đại địch đối với Phong Duyên, Yến Tây Quy này vẫn là lợi hại, tự nhiên không bị Phong Duyên tóm được. Muốn chạy? Ngươi chạy tới chỗ nào? Cước bộ của Phương Hàn dừng lại, cứng lại như núi, hai tay đánh ra một đạo thủ ấn sau đó trụng tay thành đao đơn chưởng vẽ lên một cái trong hư không xuất hiện một đạo hành lang không gian phong bạo hắn cách không đánh ra một đạo ấn phù a à, giữa không trung xa sôi truyền tới một tiếng hét thảm không tới ba lần hô hấp một người thẳng tắp rơi xuống từ trong hư không chính là yến tây quy bị phương Hàng cách không kích thương bắt trở về vừa rơi xuống mặt đất phương hàn đã cười lạnh nói cho dù ngươi lợi hại gấp 10 lần cũng không tránh thoát khỏi vận mệnh phải quỳ xuống. Hiện tại không nên nghĩ bất cứ thứ gì, ngoan ngoãn ở trong này quỳ xuống 3 ngày 3 đêm đi. Trong thanh âm của hắn có lẫn một cổ khí lưu vô hình khiến cho Yến Tây Quy bị áp bách phải quỳ xuống. Một tràng diện ba người cùng song song quỳ xuống, thập phần đồ sộ rung động. Đến tận lúc này, ba người hạng nhất chân, Cố Trường Phong, Yến Tây Quy đều không nhúc nhích mà quỳ xuống truyền nhân dạ đế hạng nhất chân, thiếu chủ yến gia yến tây quy, xích thủ thiên tôn cố trường phong ba người nguyên bản tấn chức tổ tiên, trở thành quý tộc trong thiên giới, lại là thánh tử của vũ hóa môn, hẳn là đại triển hùng phong, vẽ ra kế hoạch, sự nghiệp hùng vĩ trong tương lai, không ngờ lại bị đánh phủ đầu cảnh cáo. Bị phương hàng triệt để đánh bại, quỳ trước thánh miếu, tiếp nhận lời chỉ rõ bàn tán của đám đệ tử. Vô cùng nhục nhã bực này bao phủ tâm linh va người, ba người không thể ngẩng đầu được lên. Thế nhưng bây giờ bọn họ cũng không thể tự sát được. Pháp lực của Phương Hàng đã hoàn toàn giam cầm, phong ấn bọn họ, hiện tại bọn họ chỉ có thể bảo trì tư thế quỳ, chỉ còn tâm linh hoạt động, ngoài ra, bất kỳ pháp lực nào cũng không thể thi triển ra được, đương nhiên không thể đứng dậy hoạt động. Phương Hàng có ý làm nhục ba người, để tâm linh bọn vẫn còn hoạt động, có thể nói chuyện, càng có thể cảm nhận được sỉ nhục khi đám người vây xem kia không ngừng bàn tán chỉ rõ. Ba người đều quỳ xuống, Phong Duyên đúng thật là nói được làm được. Ba người này vừa tấn thăng làm thánh tử đã bị người khác răng dậy, sớm biết như vậy thì há tự rước nhục như vậy. Ở chỗ này ngăn cản Phong Duyên, kết quả là sống không bằng chết. Đáng tiếc a à, đáng tiếc, trên cái thế giới này không có thuốc hối hận. Xem ra sau này chúng ta cũng phải nịnh nọt Phong Duyên nhiều hơn tạo quan hệ tốt với hắn mới được. Chỉ sợ với tu vi của người ta sẽ thấy chúng ta chướng mắt thôi. Vậy nói bóng nói gió nịnh bợ hư mộ vân cũng không tồi, nhìn hư mộ vân có lẽ đã là người của phong duyên, nịnh bợ nàng không phải có thể giống như gió thổi bên gối sao. Ý kiến này hay đấy. Phương Hàng thoáng cái lập uy, chính thức xác lập hình tượng vô địch trong môn phái, không còn có người dám khiêu khích hắn, thậm chí có rất nhiều người muốn nịnh bợ hắn, sau khi kéo quan hệ tới sẽ được hắn che chở. Đi thôi sư đệ, chúng ta đi bái kiến mấy vị thủ hộ giả. Sau đó đám người này sẽ ban cho ngươi thân phận thánh tử, sau khi ngươi tới tượng thần của tổ sư Hoa Thiên Quân là có thể trở thành thánh tử rồi. Thần nhất mi thái thượng trưởng lão đã sớm biết thực lực của Phương Hàng, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái, lúc này liền gọi Phương Hàng rời đi. Được. Phương Hàng gật gật đầu, đi vào chỗ sâu trong thánh điện, biến mất trong ánh mắt mọi người. Phong Duyên, ngươi để bọn họ quỳ ba ngày ba đêm, nhưng mà dọc con đường này có rất nhiều cao thủ vũ hóa môn tới lui, thánh tử cũng không phải ít, có một số thánh tử có lực lượng rất mạnh. Vạn nhất đụng phải vài kẻ chỏ mỏ vì thu mua nhân tâm, cứ ba người kia đi, vậy cũng không phải là một chuyện tốt. Hư mộ vân cũng đi theo phương hàng tới thánh điện, nhưng mà tâm tư của nàng linh mẫn, giỏi việc quản lý, trong nháy mắt suy nghĩ tới rất nhiều chuyện. Phong ấn của ta không ai có thể phá, trừ phi là nguyên tiên, cao hơn ta một cảnh giới, nhưng mà cũng sẽ phải nhận một kích lửa giận của ta. Phương Hàn phất phất tay, cũng không cần quan tâm tới chuyện này nữa, phong ấn cùng một nhịp thở với ta, nếu như thật có người muốn phá bỏ phong ấn, ta lập tức sẽ cảm ứng được, cách một đại châu cũng có thể giết chết hắn. Cao thủ cấp bậc kim tiên không thể vượt qua thời không xa xôi tiến hành kích sát, nếu như khoảng cách là một đại châu, vậy cũng khó có khả năng công kích tới. Phải biết rằng kim tiên muốn vượt qua một đại châu cũng phải phi hành mất mấy chục năm. Tổ tiên cũng không thể vượt qua một đại châu tiến hành giết người. Chỉ có nguyên tiên lĩnh ngộ nguyên chi thần đạo mới có căn cơ nguyên điểm đặc thù, tiến hành giết người ở cự ly xa, hiện tại Phương Hàng cũng không biết bản thân tới tột cùng đạt tới trình độ gì, chẳng qua nếu như vận dụng thần diệu của tam thập tam thiên chí bảo ngược lại thật sự có thể vượt qua thời không xa xôi tiến hành giết người cự ly xa mặc dù phương hàng còn chưa tới cảnh giới nguyên tiên thế nhưng nguyên tiên bình thường thật đúng là không cách nào làm gì được hắn sư đệ hy vọng ngươi tu thành thánh nhân chí tiên thậm chí thiên quân tương lai vũ hóa môn ta cũng được thơm lây a à. đạo húc thánh tử nói ra lời nói từ đáy lòng ta không có giả tâm lớn như vậy, chỉ hy vọng có thể tự bảo vệ mình, bảo vệ người bên cạnh không bị thương tổn. Phương Hàng thản nhiên nói, đáng tiếc hy vọng này nếu không có lực lượng cường đại cũng không thể làm được. Như hạng người hạng nhất chân vậy, giả tâm bừng bừng, thành lập duy nhất chân giáo, tất cả mọi người đều phải thần phục, người không phù hợp với quy tắc sẽ bị biến làm nô bộc. loại người có giả tâm lớn này, người không trêu vào hắn, hắn cũng nhất định tới giết ngươi thiên giới còn có rất nhiều người như vậy sư đệ không nên cảm thán nữa phía trước chính là địa phương thánh tử tấn chức ngươi xem vài vị lão tổ đang chờ ngươi đó chắc bọn họ cũng đã thấy ngươi biểu hiện ở trước thánh điện rồi thần nhất mi thái thượng trưởng lão nói vậy sao phương hằng liếc mắt nhìn tới quả nhiên phát hiện ở chỗ sâu trong thánh điện xuất hiện một bức tượng thần ba lão giả đang sừng sững đứng gần đó khí tức trên thân ba lão giả quy về một điểm, không nhìn ra bất kỳ pháp tắc gì, cơ hồ hợp lại với nguyên điểm của vũ trụ, tùy ý khẽ động có thể hoàn toàn biến mất. Đây là nguyên tiên. Phương Hàng thầm rùng mình. Nguyên tiên cao hơn tổ tiên một cảnh giới, tuy hắn đã gặp qua vị thánh nhân nam cung thương tâm, nhưng mà do có hỗn loạn thiên quân ủng hộ, hắn cũng không có chút luống cuốn nào, nhưng mà bây giờ đang ở trong vũ hóa môn, hỗn loạn thiên quân chắc chắn sẽ không ra mặt. Nhưng mà hắn cũng không phải quá kiên kỵ, với tu vi hiện tại, Nguyên Tiên không cách nào nhìn thấu bất kỳ động tĩnh cùng hình thể của hắn. Phong duyên, ngươi đã tới." Ba lão giả thấy Phương Hàn đã tới liền lên tiếng. "Bái kiến ba vị tổ sư." Phương Hàn hành lễ nói. Đối với ba người này, hắn vẫn làm đủ lễ nghi. "Ừm, rất tốt, cảnh giới tổ tiên. Có thể trở thành thánh tử." Một lão giả nói vừa rồi ba người chúng ta cũng đã thấy ngươi ở trước cửa thánh điện Bắc hạng nhất chân, cố trường phong, yến tây quy quỳ xuống, ngươi biết vì sao chúng ta không ngăn cản ngươi lại hay không? Bởi vì điều này có thể triệt tiêu hỏa khí của bọn họ, có ít mà vô hại. Phương Hàng đứng thẳng tắp, ba người này nếu như cứ giữ tính cách như vậy, sau này ra ngoài, nhất định sẽ phát sinh xung đột với môn phái khác, chết oan chết uổng. Có thể tôi luyện bọn họ cũng là một chuyện tốt tính tình của bọn hắn quả thật không coi ai ra gì thế nhưng phong duyên tính tình của ngươi cũng giống như vậy ngươi biết chứ lại một lão giả khác lên tiếng ta phương hàn nở nụ cười thật ra vừa rồi các ngươi hỏi ta vì sao không ra tay ngăn cản ta xuất thủ ta phải trả lời còn một nguyên nhân nữa ba vị trưởng lão có muốn nghe hay không nguyên nhân gì lại vị lão giả trong mắt tỏa ra quan mang kỳ dị muốn nghe xem Phương Hàng rốt cuộc muốn nói điều gì. Bởi vì, các ngươi cho dù ngăn cản ta, cũng vô ích. Ba người kia vẫn sẽ phải quỳ xuống. Ngữ khí của Phương Hàng thật kinh người, việc ta cần làm, không ai có thể ngăn cản được. Một câu vừa ra. Toàn trường khiếp sợ, cuồng ngạo, đây hoàn toàn là cuồng ngạo. Đối mặt với ba đại nguyên tiên mà Phương Hàng lại không chút nào yếu thế, khí tức cường thịnh, đối chọi gay gắt, hiện ra thiết cốt tuyệt thế tốt, rất tốt. Sau khi nghe Phương Hàng nói như vậy, ba lão giả trầm mặt, qua một hồi thật lâu, đám người nhìn nhau, không hổ là người chiếm được truyền thừa truyền thừa cốt thánh, xem ra hạch tâm tinh túy của cốt thánh cũng đã truyền cho ngươi. Đúng vậy, tại lúc sắp chết cốt thánh đã đem hết thảy truyền cho ta. Phương Hàng nói, có cơ duyện này, quả thật là chuyện tốt, trong ma đạo thất thánh, thương thánh đứng thứ nhất, thật ra đã sớm tu thành trí tiên có thể xưng là thương hoàng những thánh khác cốt thánh thi thánh đều là người có lực lượng cường hoành hẳn là đều đã chết rồi nhưng mà hiện tại người còn sống duy nhất trong ma đạo thất thánh chase lại chỉ có một là huyết thánh là một nữ tử gọi là nam cung ngưng sương sau này nếu ngươi đụng phải người này trái lại phải cẩn thận đó một lão giả nói nam cung ngưng sương huyết thánh là người của nam cung thế gia đạo hút thánh tử biến sắc. Không phải, chẳng qua nàng chỉ gọi là Nam Cung mà thôi, nàng từ hạ giới phi thăng lên. Một vị lão giả nói, là một vị cuối cùng trong ma đạo thất thánh. Nam Cung ngưng sương. Đây không phải là... Phương Hàng đột nhiên nhớ lại, ở thế tục, hỗn loạn thiên quân có một nữ đệ tử, cũng kêu là huyết biến ma nữ. Nam Cung Ngưng Sương là người sáng lập của huyết ảnh Ma Tông, cũng đã phi thăng tại thời thượng cổ. Không thể tưởng được sau khi phi thăng tư nhiên đã trở thành huyết thánh, thương thánh, một trong ma đạo thất thánh cũng phi thăng từ dưới thế tục lên, hắn còn để lại ma đạo thánh sơn thương sơn trong huyền hoàng đại thế giới. Về sau tiên thiên đại đế ứng tiên thiên tiến nhập vào trong núi, cuối cùng tan biến, hiển nhiên cũng bị cuốn vào thiên giới. Qua một hồi thôi toán, phương hàng cảm thấy những thứ này đều có liên hệ với nhau, khiến cho hắn có một loại cảm giác nắm giữ càng khôn, tính toán vạn dặm. Được rồi, Phong Duyên, ngươi hãy dân hương trước mặt tượng thần tổ sư hoa thiên quân của vũ hóa môn chúng ta đi, sau đó sẽ chính thức trở thành thánh tử của vũ hóa môn ta, sau này nếu như trổ hết tài năng trong rất nhiều thánh tử, liền có hy vọng trở thành phó trưởng môn của vũ hóa môn ta, tức cao quyền trọng, trong trong thiên đình cũng có chút địa vị nho nhỏ. Một vị lão giả lấy ra ba cây hương. Hương khí của ba cây hương sọc vào mũi, chính là thiên vân la hương phấn mạc hiếm thấy tại thiên vân la hương phấn mạc. Lúc này Phương Hàng mới chú ý tới sau lưng ba vị lão giả là một khố tượng thần cao cao sừng sững. Tượng thần này không biết được rèn luyện bằng thứ gì, giống như trực tiếp đem một tòa thái cổ thần sơn, lại dùng quỷ phủ thần công tạo hình. Phương Hàng nhìn lên, tay áo của tượng thần thiên quân bồng bềnh không ngờ giống như là dấu vết do quỷ phủ thần công đại tiên thuật tạo ra. Dấu vết tạo hình mang theo tư vị viễn cổ tạo hóa thần khí. Phương Hàng giật mình hoảng sợ, hắn biết rõ tạo hóa thần khí, đến nay mới có hai kiện, đệ nhất là tam thập tam thiên chí bảo. Một kiện khác là vô danh đại phủ của thủy tổ thánh vương đã chặt đứt thế giới chi thụ. Tam thập tam thiên chí bảo không có công năng tạo hình, như vậy duy nhất chính là vô danh đại phủ. Tượng thần này không ngờ được vô danh đại phủ tạo ra. Đây là chuyện gì vậy? Phương Hàng kiệt lực nhìn tới mắt tượng thần, thế nhưng tượng thần như xâm nhập vào trong trời cao, không cách nào thấy rõ khuôn mặt. Người sáng lập của Vũ Hóa Môn, Hoa Thiên Quân này thủy chung được bao phủ bởi không cùng thần bí. Không biết vì sao thời điểm Phương Hàng dân hương ở trước mặt tượng thần Hoa Thiên Quân, ở bên trong Chu Thiên Nghi lại hiện ra bóng dáng của Hoa Thiên Đô. Tượng thần của Hoa Thiên Quân mang theo khí tức lăng vân, không thấy rõ diện mục, còn có lưu lại dấu vết tạo hình của vô danh đại phủ có thể che giấu hết thảy. Thủy Tổ Thánh Vương, Vô Danh Đại Phủ, Tượng Thần Hoa Thiên Quân, Hoa Thiên Đô. Trong chuyện này rốt cuộc có những dấu vết gì lưu lại? Trong tâm linh của Phương Hàng tự hồ như đã nắm được một số manh mối. Phong Duyên, sau khi ngươi dân hương xong, hiện tại đã chính thức trở thành thánh tử của Vũ Hóa Môn ta, từ nay về sau chính là cao tầng của Vũ Hóa Môn, có thể tiến vào các loại bảo khố của Vũ Hóa Môn, Xin được bảo bối, luyện chế pháp bảo. Một lão giả thấy Phương Hàn đã dâng hương xong, tự hồ như lâm vào trầm tư, vì vậy hắn lập tức nhắc nhở, đồng thời vung tay lên, một đạo thánh quang đã rơi lên thân thể của Phương Hàn, hóa thành một khối lệnh bài, trên mặt có khắc một chữ nhỏ thánh. Hiện tại Phương Hàn đã thực sự trở thành thánh tử của Vũ Hóa môn. Lại một vị lão giả nói, còn có thư khố lớn nhất của Vũ Hóa môn, Thủy Nguyệt Đổng Thiên cũng vì ngươi mà mở rộng bên trong chứa đựng rất nhiều thượng cổ điển tịch, mênh mông như biển. Thậm chí còn có rất nhiều bí tịch mà tổ sư Hoa Thiên Quân đạt được trong một kỷ nguyên, văn tự còn sót lại của rất nhiều kỷ nguyên, nhưng mà hiện tại cũng đã thất truyền, biến thành đích thiên xem cũng không hiểu, nếu như ngươi có hứng thú, vậy cũng có thể tiến vào đó đọc một phen. Gì? Còn có loại thư khố bực này. Thủy Nguyệt Đổng Thiên Trong lòng Phương Hàng khẽ động, đã muốn tiến vào trong đó khổ đọc nghiên cứu. Mỗi một kỷ nguyên sẽ diễn dịch ra rất nhiều văn minh sử. Hiện tại trong thư khố kia không ngờ còn có rất nhiều văn tự còn sót lại trong kỷ nguyên, nhưng mà cũng không ai nhận thức được những văn tự này, không biết trên đó ghi lại những thứ gì. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều thiên thư của thiên giới căn bản trở thành vô giá trị, chứa đựng trong một số chỗ không thấy ánh mặt trời của bảo khố, hoặc là truyền lưu tại một số đấu giá hội có cao thủ tốn rất nhiều tiền mua một quyển thiên thư văn minh sử lưu lai từ rất nhiều kỷ nguyên trước, tự cho là bảo bối, thật vất vả mới dịch thành công, lại phát hiện trên đó chỉ ghi lại chút thánh ca phổ thông. Mà có cao thủ cơ hồ là dùng rất ít tiền, đổi lấy một quyển thiên thư bị tàn phá, lại phát hiện trong đó có ghi lại một môn thần thông vô cùng kỳ ảo, siêu việt hơn 3.000 đại đạo, nhất cử trở thành cao thủ cái thế, thu được rất nhiều lợi ích tỷ như lúc trước trần tâm tu luyện ta lại gia chi kiếm vậy. Không thể tưởng được thư khố thủy nguyệt đổng thiên của vũ hóa môn lại có rất nhiều điển tịch lưu truyền từ các kỷ nguyên trước, điều này đối với hắn mà nói, không thua gì tên thất cái tiến nhập vào một ngôi mộ hoàng kim. Hắn tham ngộ kỷ nguyên chi đạo chính là cần đại lượng tri thức. Cho dù là văn tự điển tịch không nhận ra được, thế nhưng hắn có thể dùng chu thiên nghi thôi toán ra huyền bí của viễn cổ văn minh hấp thu càng nhiều văn minh sử của các kỷ nguyên trước, cơ duyên thần quyền của hắn sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Hiện tại hắn thiếu khuyết cũng không phải lực lượng, mà là tri thức. Thủy Nguyệt Đổng Thiên, ta đây lập tức tới đó quan sát một phen. Phương Hàng có chút không chờ được. Ngươi cầm lệnh bài của thứ khố tiến vào trong một cái thần quốc phía trước, đi qua bà nghìn ức dặm là có thể trông thấy thế giới thư khố của Thủy Nguyệt Đổng Thiên. Một lão giả cười cười vung tay áo lên, một tấm lệnh bài liền rơi vào trong tay Phương Hàng. Phương Hàng hướng phía hư mộ vân, đạo húc thánh tử gật gật đầu, không biết các ngươi có muốn tiến vào thủy nguyệt đổng thiên cùng ta khổ đọc điển tịch hay không? Bỏ đi! Đạo húc thánh tử nhíu mày, sư đệ, trong thủy nguyệt đổng thiên mặc dù là thư khố của vũ hóa môn chúng ta, thế nhưng mà quỷ bí ẩn chứa khắp nơi, trong đó có một số thượng cổ điển tịch tự tu thành thư yêu, tìm phục ở bên trong, rất nhiều thánh tử đi vào đọc điển tịch đều bị tổn thất nặng nề đó. Thượng cổ điển tịch tu thành thư yêu. Phương Hàng ngẩn ra, sau đó cảm thấy có ý tứ, đã như vậy ta đây càng muốn vào xem một phen. Một số thượng cổ điển tịch tự mình có chứa linh tính. Trải qua quá trình lâu dài, sinh ra linh trí, tu thành yêu quái, cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm. Phương Hàng lục lọi trong trí nhớ khổng lồ của mình, liền phát hiện trong trí nhớ của một số đệ tử chấp pháp của thiên đình tiến nhập vào trong thư khố lớn nhất lan huyên thư giới cũng gặp qua nguy hiểm thư khố của thiên đình gọi là lan huyên thư giới sách vở ở trong đó nhiều không kể xiết như sông như biển nhiều như vi bụi khi đại thế giới nổ tung thư giới đặt song song cùng phật giới thần giới long giới cái này cũng có thể tưởng tượng ra chút ít sư đệ vào trong đó tu luyện hẳn là có tính toán của mình. Thần nhất mi thái thượng trưởng lão nói, nhưng mà sư đệ, ngươi nên tiến vào trong đó ba ngày thôi, sau ba ngày tốt nhất là nên đi ra, bởi vì thánh tử của vũ hóa môn chúng ta còn phải đi tụ hội, tiến vào trong thái cổ chi khư, làm một lần thám hiểu tôi luyện. Đây là một lần tôi luyện cuối cùng trước khi đại tái thiên tài cử hành tại thiên đình, đối với sư đệ sẽ có ích lợi to lớn phi thường, cũng có thể làm cho uy danh của vũ hóa môn ta thêm lớn mạnh ta biết rồi. Phương Hàng đáp ứng một tiếng, hiện tại hắn biết Thái Cổ Chi Khư là cái gì, là địa phương nguy hiểm cực độ tại thiên đình, thế nhưng trong đó ẩn chứa vô số linh mạch, thiên tài địa bảo, các loại tài phú, nhưng mà đã bị thiên đình phong tỏa, không cho người khác tiến vào. Cũng may vũ hóa môn có quan hệ với thiên đình, hàng năm đều có mấy lần cơ hội phái thánh tử trong môn phái tới đó tìm kiếm bảo bối. Cùng lúc đó, các môn phái có quan hệ với thiên đình cũng sẽ phái thánh tử của mình tiến vào trong đó. Thiên đình cố ý lung lạc môn phái, đồng thời khai quật nhân tài. Nhưng mà thái cổ chi khư có vô số ma thần, mảnh thú, quán linh cường đại, hung ác. Một số thánh tử tiến vào trong đó thường thường đều bị chết oan chết uổng. Hơn nữa thánh tử của các đại môn phái, gia tộc tiến vào, thường thường vì một kiện bảo bối mà xảy ra tranh chấp, máu chảy thành sông cho nên tiến vào thái cổ chi khư cũng được kêu là khuyết sắc thí luyện. Trong lần khuyết sắc thí luyện trước đó, vũ hóa môn ăn thịt thòi nhiều, mấy vị thánh tử bị giết chết. Nhất là thánh tử của thái nhất môn đã tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với thánh tử của vũ hóa môn. Đạo húc thánh tử vẫn còn nhớ mãi, lần này vất vả tìm được tên hung ác phương hàng, khẳng định phải đại sát tứ phương, báo thù rửa hận. Sư đệ, chúng ta đi khổ tu, ba ngày sau sẽ gặp lại tại cửa thánh điện. Đạo Húc Thánh tử nói lời từ biệt. Được. Thân thể Phương hàng lóe lên, tiến thẳng về phía Thủy Nguyệt Đổng Thiên. Mà Hư Mộ Vân, Đạo Húc Thánh tử, thần nhất mi thái thượng trưởng lão cũng lần lượt rời đi. Trước mặt tượng thần của Hoa Thiên Quân lập tức trở nên trống rỗng, chỉ còn lại ba lão giả. Các ngươi nhìn xem, phong duyên kẻ này như thế nào?" Một vị lão giả hỏi. cùng ngạo ngang ngược, không ai bị nổi, thế nhưng quả thực có tư cách cuồng ngạo. Tiềm lực trong cơ thể thâm sâu khó lường. Chỉ sợ là nhân vật vô địch trong đám thánh tử. Không thể nào đâu. Hắn mới vừa tấn chức cảnh giới tổ tiên, trong đám thánh tử của vũ hóa môn chúng ta có mấy trăm nhân vật vô địch, ẩn chứa mấy trăm đạo pháp tắc tổ tiên, hắn sao có thể so sánh. Dù sao ta không cách nào nhìn thấu lực lượng của kẻ này, có lẽ là chỗ lợi hại của truyền thừa cốt thánh lần này hắn tiến vào trong thủy nguyệt đổng thiên không biết sẽ phát sinh chuyện gì tự hồ như có điểm muốn nghiền ngẫm đám sách yêu trong thủy nguyệt đổng thiên cũng có rất nhiều kẻ cường đại đó để hắn chịu chút đau khổ tôi luyện tính tình một chút cũng tốt còn ba người kia thì thế nào cứ bọn họ ra hay là tiếp tục để quỳ để người nhìn thấy sẽ rất bất nhã đó bỏ đi Chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng là một loại tu luyện, thậm chí sẽ là tu luyện thoát thai hoán cốt cả đời khó gặp. Ba vị lão giả yên lặng trao đổi, thân thể dần dần biến mất. Mà tượng thần cao lớn như thánh của tổ sư Vũ Hóa Môn, hoa thiên quân giống như phục sinh từ trong đám mây, ánh mắt nhìn qua địa phương mà phương hàng biến mất, tự hồ như có điều suy nghĩ, lại tựa như đang cười lạnh. Tại cửa thánh điện, Lúc này đã có rất nhiều đệ tử vây xem. Có rất nhiều đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Môn, có rất nhiều thánh tử của Vũ Hóa Môn. Cùng lúc đó tin tức ba kẻ hạng nhất chân, Cố Trường Phong, Yến Tây Quy bị Phương Hàng đánh bại quỳ gối trước cửa thánh điện giống như ôn dịch truyền ra ngoài. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, tiếng giữ đồn xa. Trong Vũ Hóa Môn, ngàn vạn đệ tử hạch giống hạch tâm đều có quan hệ qua lại, đều tiến vào trong quảng trường của thánh điện nhìn xem chân tướng nguyên một đám quả nhiên đều thấy ba người đang quỳ ở đó đám người đều chỉ rõ rối rít nghị luận có khiếp sợ có ghen ghét có hâm mộ có cừu hận có khoái ý rất nhiều cảm xúc thật náo nhiệt vi phong của hạng nhất chân chạy đi đâu rồi không phải hắn thành lập duy nhất chân giáo hay sao tự xưng là chân thần nhưng bây giờ lai quỳ ở trong này mặt mũi mất sạch thật sự là buồn cười thống khoái thật sự là thống khoái, nhớ ngày đó hạng nhất chân cường hoành bá đạo muốn bức bách chúng ta gia nhập duy nhất chân giáo, còn gửi cho chúng ta tối hậu thư, khiến chúng ta phải rời khỏi vũ hóa môn, phiêu bạc ở bên ngoài không dám tiến vào. Hiện tại cuối cùng là gặp kẻ hung ác hơn, mà sao không giết hắn đi cho rảnh. Phạt quỳ so với giết hắn còn tàn nhẫn hơn, từ nay về sau hắn cũng không dám thành lập cái gì mà duy nhất chân giáo nữa. Phong Duyên, ngươi này cường hoành tới trình độ này sao? xem ra ta cũng phải nhanh chóng tu luyện, đợi khi đạt tới cảnh giới tổ tiên sẽ liều mạng cùng ngươi phân cao thấp. Hạng nhất chân, kẻ này đã hoàn toàn bị phế rồi. Cảnh giới kim tiên, trần tâm cũng chen chúc trong đám người, tay cầm trường kiếm, cắt cao nhìn hạng nhất chân, thế nhưng trên mặt cũng không hề có nụ cười. Nguyên bản hắn cho rằng phải tranh đấu một hồi với Phương Hàng trong lần đại tái tuyển hạch tâm đệ tử lại không ngờ rằng Phương Hàng bằng tốc độ kinh người đã tấn chức tổ tiên, trở thành thánh tử, bỏ hắn ở lại thật xa. Hiện tại hắn chỉ có thể yên lặng xúc tích lực lượng. Lúc này sắc mặt của xích thủ thiên tôn cố trường phong phun ra hỏa diễm, cơ hồ hắn đã điên rồi. Với tính tình kiêu ngạo như hắn, bình thường được vạn người kính ngưỡng, nhưng bây giờ lại quỳ ở trong này, bị rất nhiều người chỉ rõ, trong lòng có một loại cảm xúc muốn giết chết hết đám người vây xem đáng tiếc hiện tại hắn không thể động đậy được, chỉ có thể bảo trì tư thế quỳ. Giết! 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 Ta muốn giết sạch đám người này. Ai dám nhìn xem, ta giết kẻ đó, chỉ cần ta phá vỡ phong ấn là sẽ đại khai sát giới, dùng máu tươi rửa sạch sỉ nhục. Xích thủ thiên tôn cố trường phong sắp phát điên rồi. Tình huống của hạng nhất chân, Yến Tây Quy cũng không khá hơn bao nhiêu, nếu như hiện tại giải trừ được phong ấn, bọn họ khẳng định sẽ loạn sát, tiến nhập ma đạo. Ngoại trừ một số đệ tử hạch tâm kim tiên ra, còn có một số cao thủ cường giả cũng nhận được tin tức chạy tới quan sát. Trên bầu trời, vài nam tử lạnh lùng nhìn ba người đang quỳ ở dưới. Ba người này lửa giận công tâm. Chuẩn bị đọa ma đạo, mất đi trí tuệ. Thật sự là đáng tiếc, Trần Sư Huynh, ngươi xem không bằng xuống dưới giải trừ phong ấn giúp bọn họ, thu làm thủ ha, sau này cũng là một đại trợ lực Cố trường phong là thân thể huyền hỏa kim đồng Mà hạng nhất chân là truyền nhân của giả đế Yến Tây Quy là thiếu chủ của Yến Gia Đều có chỗ để dùng Một nam tử lên tiếng Trên thiên không đứng thẳng vài nam tử Đều là cao thủ cường đại Lão bài thánh tử Đối mặt tràng phong bạo này Tâm tư bọn họ cùng những chủng tử đệ tử Trọng tâm khác rất bất đồng Đứng ở địa vị cao Ánh mắt cũng xa hơn trong lòng bọn họ muốn lợi dụng phong bạo lần này, thu hoạch được ít lợi. Vương sư đệ, ngươi xem phải làm sao? Ba người này thật có chỗ đáng để mượn sức, bất quá kiệt ngạo bất tuân, cho dù cứu bọn hắn, bọn hắn cũng không thật lòng hàng phục, toàn tâm toàn ý muốn tìm phong duyên kia báo cừu, sẽ không nghe theo lệnh chúng ta, ngược lại không ổn. Chuyện này thì vô phương, đổi lại là trước kia, bọn họ là kiệt ngạo bất tuân, nhưng mà hiện tại bị phong duyên cường hoành một lần, tất cả hùng tâm tráng trí đều đã biến mất, hóa thành hận ý vô biên. Điểm này có thể lợi dụng. Bảo Kinh Tâm Hoàng Diệt Ma Ta, chính là tâm hoàng thượng cổ vì khắc chế đại tâm ma thuật, sáng tạo ra tuyệt học vô thượng, có thể khống chế tâm ma, diệt tà giúp chính, có thể hóa giải hận ý bọn họ thành ý niệm trung thành. Một nam tử vóc người thon dài thân vận y phục bích lục nói. Đã như vậy, thì không còn gì bằng, Trần Sư Huynh liền ra tay diệt ma, phá trừ phong ấn hàng phục ba thánh tử này đi chậm đã một nam tử lại ngăn cản nói trần sư huynh ba người này là phong duyên kia phong ấn nếu như chúng ta tùy tiện giải khai phong ấn nhất định sẽ đắc tội đến hắn đến lúc đó chỉ sợ sẽ phát sinh một chút chuyện phiền toái vì hàng phục ba người này đắc tội một địch nhân cường đại chỉ sợ không phải chuyện tốt sao phong duyên kia bất quá chỉ là một thánh tử mới tấn thăng thôi dám lớn mật như thế à ở dưới ban ngày ban mặt vũ nhục thánh tử lòng dạ lan sói chúng ta giải cứu thánh tử là vì mặt mũi vũ hóa môn mà thôi hắn dám đối địch cùng chúng ta sao chúng ta cũng không sợ hắn một thánh tử lại nói bản thân ta muốn nhìn một chút phong duyên này lợi hại đến cỡ nào người xưng tu luyện bảo kinh tâm hoàng ma diệt trần sư huynh ngạo nghệ nói trong lúc nói chuyện Thân thể hắn đột nhiên hạ xuống, trực tiếp tiến vào trên quảng trường thánh điện, long hành hổ bộ, đi tới ba người bị phong ấn. Đây là Đây là Trần Chính Hoa sư huynh, được xưng Tâm Hoàng Thánh tử, tu luyện là Bảo Kinh Diệt Ma, truyền thừa Tâm Hoàng thượng cổ, tâm linh vô cùng mạnh mẽ, lần này xuống đây, lại đi tới ba người hạng nhất chân kia. Chẳng lẽ muốn giải cứu ba người này? Đây cũng là lão bài thánh tử đó so với đám người hạng nhất chân cường hoành hơn không biết bao nhiêu lần, nghe đồn hắn tiến vào thái cổ chi khư không biết đã trải qua bao nhiêu lần thí luyện máu tanh rồi, chém giết thánh tử các đại phái cũng không ít, luyện thành rất nhiều tiên khí thượng phẩm, tu thành rất nhiều hóa thân ngoài thân. Một ý niệm, tâm hoàng hàng thế, trở thành vô địch. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy Trần Sư Huynh hạ xuống, đều tản ra, không dám ngăn trở hắn. Người này là tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa, ở trong chúng thánh tử, được hưởng địa vị cực cao, uy danh khôn cùng, quả thực như là mặt trời ban ngày. Cảm thấy khí tức của tâm hoàng thánh tử, hạng nhất chân, xích thủ thiên tôn cố trường phong, yến tây quy đều mở mắt ra, nhìn hắn. Bọn họ tuy bị phong ấn chế trụ, nhưng lại có thể cảm giác được tình huống bên ngoài, thậm chí ánh mắt, đỉnh đầu cũng có thể khẽ động. Đây là phương hàng cố ý lưu lại, để cho bọn hắn càng thêm sỉ nhục hơn nữa bọn họ còn có thể nói chuyện hạng nhất chân cố trường phong yến tây quy các ngươi đều là thiên tài hùng tài đáng tiếc gặp phải một tên tàn ác còn hơn các ngươi cho nên nhận lấy kiếp số bất quá chỉ cần mạng còn sống tất cả đều có thể làm lại tâm hoàng thánh tử trần chính hoa đang tiếp cận ba người này đôi mắt nhìn ba người chậm rãi mở miệng nói tâm hoàng thánh tử ngươi muốn gì chẳng lẽ muốn sát muối lên vết thương của chúng ta? Yến tay quy mở miệng, hắn mặc dù cảm thấy sỉ nhục, nhưng trong lòng vẫn mang một tia hy vọng, có người tới giải cứu mình. Hắn cảm giác được mỗi một sát na quỳ xuống, đều là một hành hạ vô tận, không muốn quỳ xuống nữa. Không, ta tới giải cứu các ngươi. Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa nói, dĩ nhiên, phải có cái giá, các ngươi phải nghe mệnh lệnh của ta, thành thuộc hạ của ta. Sao nào? chỉ cần ngươi có thể đánh vỡ phong ấn của chúng ta, tất cả đều có thể thương lượng. Xích thủ thiên tôn cố trường phong rống giận, phong duyên, ta và ngươi bất cộng đái thiên, ta phải diệt người vĩnh viễn, từ trên xuống dưới, không lưu một chút. Ta là giả dạ đế chuyển thế, ta là bất diệt quân vương, ta không thể thừa nhận mối nhục này, ta phải huyết tẩy tất cả, giết chết tất cả thế gian. Hạng nhất chân đề giọng nộ hống lên. Trong lòng các ngươi có ý chí chiến đấu, là một chuyện tốt, đối với tu hành sau này của các ngươi, có lợi rất lớn. Phong duyên kia quả thực không tốt. Tâm hoàng thánh tử bất động thanh sắc nói, ba ngày sau, chính là ngày thánh tử vũ hóa môn chúng ta đi tới Thái Cổ Chi Khư, lúc tiến hành thí luyện máu huyết, ở trong đó, có thể nhận được chỗ tốt khổng lồ, nếu các ngươi quỳ ở đây ba ngày, rất có thể liền bỏ qua cơ hội này. Tâm hoàng thánh tử, ngươi giải cứu chúng ta ra, bắt chúng ta nghe mệnh lệnh ngươi, đây là muốn chúng ta làm nô bột. Bất quá cũng không phải là không được. Hạng nhất chân đột nhiên lãnh tỉnh lại, bất quá, chúng ta cũng không thể cả đời làm nô bột của ngươi, định một thời gian đi, ba năm, ba năm như thế nào. Ngươi chỉ cần mở phong ấn chúng ta, cứu rỗi chúng ta, chúng ta có thể làm nô bột ba năm cho ngươi, sau đó được tự do, thế nào. Được, ba năm thì ba năm. Tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa gật đầu, "Bất quá ta biết, trong lòng các ngươi nhất định có chỗ không phục, ngay khắc ta mở phong ấn ra, cũng có thể xuất thủ với ta, bất quá ta sẽ không lưu tình, ta sẽ để các ngươi thấy thực lực ta cường đại hơn phong duyên, cho các ngươi biết, làm nô bộc ta cũng không phải sỉ nhục mà là vinh quang." Tâm hoàng thái tử đối với dò xét lòng người thập phần chính xác. "Vậy ngươi liền thử một chút." Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trường Phong cũng không chịu nổi quỳ một chỗ ở đây rồi chỉ muốn đánh vỡ phong ấn, thoát thân ra ngoài, điên cuồng phát tiết, sau đó khổ tu thần thông, tìm phương hàng báo thù. Tốt lắm. Sắc mặt Tâm Hoàng thái tử nghiêm túc lại, các ngươi chuẩn bị đi. Pháp lực ta sẽ trực tiếp phá vỡ phong ấn, nếu các ngươi không chịu đựng nổi, sẽ nổ thành bụi phấn. Trong lúc nói chuyện, đại thủ hắn phất lên, trên không trung lập tức xuất hiện rất nhiều phù văn phiêu đảng, những phù văn này hợp thành một trái tim khổng lồ, giống như đài sen, trung tâm trái tim khổng lồ kia tỉnh tọa một hoàng giả, hai mắt lóe thần quang, chiếu lên thân thể ba người. Ầm. Trên thân thể ba người, lập tức xuất hiện liệt diễm cuồn cuộn, tự hồ cấm pháp bị xúc động, trải khai phản kích. Nham thạch cuồn cuộn kia tựa như nước lũ, tập kích đến tâm hoàng thánh tử. Phá cho ta. Điêu trùng chiến kỹ. Tâm hoàng thánh tử trần chính hoa ha hả cười một tiếng, hai tay đánh ra tâm hoàng ấn, Mảnh liệt bước một bước về trước, trong thiên không liền hạ xuống vô số quan huy đầy sắc, mỗi một mảnh quan huy đều hiện ra hình dáng trái tim, tim bay đầy trời, muốn dập tắt tất cả liệt diễm kia. Chát! Nước lũ hỏa diễm kia đột nhiên biến đổi, biến thành vô số vòng xoáy, cuốn những trái tim kia vào, trực tiếp trắng nuốt, đồng thời trong vòng xoáy diễn hóa ra một miệng lớn như chậu máu, trực tiếp phóng tới táp về tâm hoàng thánh tử sắc mặt tâm hoàng thánh tử trần chính hoa biến đổi không dám chậm trễ thân như kinh long cuốn cong lại trên không trung sau đó hai tay đánh ra một pháp ấn khổng lồ như thiên hoàng hạ thế tiến hành trấn áp về phía miệng to như chậu máu kia miệng to như chậu máu không chút trì hoãn vẫn sộc tới nuốt lấy chân khí tâm hoàng thánh tử sau đó trở về dám trắng nuốt chân khí ta không biết sống chế nổ cho ta sắc mặt tâm hoàng thánh tử nghiêm túc đánh ra một chưởng lập tức phía dưới luân phiên nổ tung nguyên khí hỗn độn từng mảnh không gian tan vỡ như chiếc gương kết thúc rồi phong ấn bị vỡ đại thủ tâm hoàng thánh tử trần chính hoa phách xuống bắt đầu trấn áp nguyên khí tất cả hỗn loạn đều bình phục lại liền thấy được ba người hạng nhất chân vẫn quỳ xuống như cũ mà trước mặt ba người tất cả nguyên khí đều động lại thành một bóng người bóng ảnh này tay áo bồng bềnh như đại kỳ trong gió, bay phất phới. Đây không phải là người thân, mà là một hóa thân do nguyên khí ngưng kết thành, hóa thân này có uy thế long trời lỡ đất, hơi chút động, nguyên khí thiên địa đều cuồn cuộn tiến lại, quanh thân rất nhiều chân khí trong không gian kỳ dị đều thêm vào trên thân thể hắn. Hóa thân càng ngày càng mạnh mẽ, càng lúc càng cô động, cuối cùng ngưng thành hình thể giống phương hàng như đúc. Đủ loại thần thông đều hiển hiện ra trong người. Vô thượng đầu ảnh sắc mặt tâm hoàng thánh tử trần chính hoa biến đổi biết đây là hình chiếu của phương hàn uy lực lại lớn như vậy lúc này mới phát giác ra phương hàn lợi hại hơn nhiều lắm so với trong tưởng tượng của mình không sai đây là một hình chiếu của ta bóng ảnh phương hàn nói chuyện ta đã nói để cho hạng nhất chân cố trường phong khiến tây quy ba người quỳ ở chỗ này ba ngày ba đêm ai cũng không thể động đến ai động đến chính là gây sự cùng ta ta tất nhiên làm cho hắn nhận lấy nhục nhã vô tận. Sao nào? Tâm Hoàng Thánh tử Trần Chính Hoa, ngươi muốn ra tay với chuyện này? Phong duyên, hiện tại ta muốn giải cứu ba người này, thuận tiện nhìn lực lượng ngươi một chút. Hình chiếu ngươi mặc dù lợi hại, nhưng không phải là đối thủ của ta, chân thân đến đây đi. Tâm Hoàng Thánh tử Trần Chính Hoa chấp tay đứng thẳng, lộ ra tự tin cường đại. Ngươi cũng xứng ta vận dụng chân thân ta thấy dùng một hình chiếu cũng đủ khiến ngươi vô pháp tiến lên nửa bước đó bóng ảnh phương hàn đáp lại ngươi mau lùi đi ta cũng không làm khó ngươi thấy ngươi trên lão bài thánh tử cũng là vì muốn đoàn kết vũ hóa môn bất quá nếu ngươi không biết tốt xấu thì đừng trách ta không khách khí sao không khách khí bản thân ta muốn xem ngươi làm thế nào để không khách khí ta cho ngươi biết ba người này hôm nay ta giải cứu đã định tâm hoàng thái tử tự hồ thật sự nổi giận ngươi một tên người mới liền lớn lối như vậy làm nhục thánh tử đồng cấp khác lại là người vũ hóa môn mau triệt tiêu cấm pháp nhận lỗi với ba người hạng nhất chân cố trường phong Yến tây quy hóa giải tràng ân quán này nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi cái gì nhận lỗi phương hàn cười lạnh chỉ bằng một câu kia của ngươi hiện tại muốn lùi cũng không lùi được rồi Quỳ xuống cùng ba người này đi, quỳ ở chỗ này. Cái gì? Phong duyên thánh tử lại lớn mật như thế? Cư nhiên cũng muốn tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa quỳ ở chỗ này sao? Một bóng ảnh của hắn lại dám nói lớn như thế. Phải biết rằng, tâm hoàng thánh tử cũng không phải thánh tử mới tấn thăng giống như hạng nhất chân, Cố Trường Phong, Yến Tây Quy, mà đã tham gia vô số lần thí luyện huyết sắc tâm hoàng thánh tử trần chính hoa này cũng quá thị uy phong duyên rồi phong duyên không thể không phản kích bất quá lời này vừa nói ra hai người liền trở thành cừu địch có thể xem kịch vui rồi bất quá ta cũng không tin phong duyên thánh tử có thể chiến thắng tâm hoàng thánh tử trần chính hoa phải biết rằng lúc tâm hoàng thánh tử còn là kim tiên đã có thể tranh đấu cùng đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình sau lại tấn thăng tổ tiên bế quan mấy ngàn năm tham gia mấy mươi lần thí luyện huyết sắc, sợ rằng hiện tại đã đạt tới tổ tiên đỉnh phong. Rất nhiều người đều nói hắn có thể tấn thăng thành nguyên tiên. Long tranh hổ đấu mà. Hai người này sắp nộ hỏa rồi, chúng ta ra xa một chút quan sát, gần đây vũ hóa môn thật là thiên tài xuất hiện lớp lớp. Thánh tử chúng ta thời điểm thí luyện huyết sắc, sợ rằng có thể đánh bại các phái khắc. Xem kìa, tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa giận rồi. Rất nhiều người nghe thấy Phương Hàng nói làm cho tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa cũng quỳ xuống liền biết hai người không thể hòa hoãn rồi. Phương Hàng phong ấn ba người hạng nhất chân, tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa phá trừ phong ấn. Trong lúc hai người giao thủ, hình chiếu Phương Hàng phủ xuống. Tạo xu thế đối chọi gây gắt, mà Phương Hàng cư nhiên còn muốn trực tiếp bắt tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa quỳ xuống, lập tức dẫn đến sát cơ nồng đậm. Ha ha ha, ha 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 bắt ta quỳ xuống. Ta nói thật cho ngươi biết, cho dù là nguyên tiên giá lâm cũng không thể, huống chi là một phân thân của ngươi. Làm ta nổi giận, không phải chuyện tốt, mà là tự rước nhục vào thân, hôm nay ta phải phá phong ấn của ngươi, đồng thời lôi chân thân ngươi ra, quỳ ở chỗ này, hưởng lấy đãi ngộ giống bọn họ. Tâm hoàng thánh tử ngửa mặt lên trời rống dài, nói không hết lửa giận vô tận, toàn thân tung bay như thiên long thuận gió, hắn ngang nhiên xuất thủ. Vị lão bài thánh tử này vừa ra tay, phong vân biến sắc, trận trận đạo thuật, chấn động nổ tung, xoắn thành hình dạng nghiệt long, tiến hành trùng kích về phân thân của Phương hàng. Ầm. Cơ hồ tất cả mọi người đều lão đảo, tâm hoàng thánh tử triển khai thực lực chân chính. Mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng. Pháp lực hắn, dùng bản thân làm trung tâm, bày ra trận trận gợn sóng hình tròn, truyền đến làm rung động bốn phía phàm là chủng tử đệ tử trọng tâm cấp bậc kim tiên, tiếp xúc cổ rung động này, mọi người đều trực tiếp bị bắn bay. Giờ phút này, tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa giống như một ma thần bất bại, đứng yên tại chỗ, hai tay đánh ra hồng lưu đạo thuật, tràn ngập thiên địa, một mảnh mênh mông. Mà hình chiếu phương hàng kia, vẫn đứng yên vũng vàng, mặc cho đạo thuật trùng kích, giống như nham thạch dưới thác nước, tức vạn năm bất động. Bất kỳ đạo thuật xông vào cơ thể hắn đều biến mất vô tung, ngược lại thân thể hắn lại bắt đầu bành trướng, trên da từng đạo quang mang sáng loáng, lưu chuyển, tự hồ diễn sinh ra huyết dịch. Quanh thân hắn, điện quang chấp động, nguyên khí thiên địa thổi quét qua, mặt trời hỏa diễm trên trời cao hóa thành trăm ngàn hư ảnh hỏa long, quán chú vào trên đỉnh đầu hắn, khiến cho thân thể hắn từ hình chiếu dần dần biến thành thực thể. Xem kìa, đó là cái gì? Hình chiếu phong duyên kia, Tự nhiên không sợ công kích của tâm hoàng thánh tử, ngược lại còn dung nạp thôn vệ lực lượng đó, rốt cuộc là tu vi dạng gì. Bóng ảnh hắn càng lúc càng cô động lại, sẽ biến hóa ra thực thể. Đây là đạo thuật khủng bố nào vậy? Công kích của tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa đối với hắn không có tác dụng, ngược lại còn bị hắn trực tiếp dung nạp, vậy chẳng phải hắn đã lập ra bất bại chi địa sao? Này này, Hình như đây là cảnh giới tối cao của hư hoàng bất bại đại chiến thánh pháp trong chư hoàng vũ kinh trong truyền thuyết thôn hư rất nhiều người nhìn thấy một màn này đều cực độ khiếp sợ kinh hải biến sắc sắc mặt tâm hoàng thánh tử trần chính hoa cũng biến đổi đây là hư hoàng bất bại đại chiến thánh pháp sao thần kỳ như thế tâm hoàng chi đạo ta cũng là tuyệt học trong chư hoàng vũ kinh ngang hàng với hắn sao bị thôn phệ được hắn cũng không biết. Phương Hàng thi triển ra bóng ảnh này, chính là hư hoàng bất bại đại chiến thánh Pháp kết hợp với thôn thiên chi đạo diễn hóa ra trí tôn thần đạo. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền trong thôn thiên chi đạo, đã được hắn thôi diễn đến cực hạn, dung nhập vào trong hư hoàng chi Pháp, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, không ai có thể thấy sơ hở. Hơn nữa trong bóng ảnh hắn, ẩn chứa mầm móng trọng tâm của kỷ nguyên thần quyền, là võ học tự mình sáng chế, cho dù là thánh nhân cũng không nhìn ra được tâm hoàng thánh tử, ngươi chỉ có vậy sao, ta có thân thể bất bại. Ngươi càng công kích mạnh về ta, ta lại trưởng thành càng nhanh, ta sẽ hấp thu công kích của ngươi để cô động hình thể. ký tức huyết nhục trên bóng ảnh phương hàng càng lúc càng nồng đậm cư nhiên diễn sinh ra huyết nhục. Bóng ảnh người này, tất cả đều là ý chí điều khiển, ta liền hủy diệt ý chí ngươi. Bóng ảnh sẽ tự phân hủy. Tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa lần nữa bước tới, tất cả đạo thuật đều khẽ thu vào cơ thể, một cổ tâm linh cường đại từ sâu trong nội tâm phóng thích ra, mang theo từng đợt cuồng phong thiên địa. Thân thể hắn cởi mây thuận gió, tâm linh tạo thành từng đạo phù văn thanh sắc, công kích bốn phía bóng ảnh phương hàng, kết thành đại trận, dần dần thu chặt. Đây là tâm linh chi lực, trực tiếp phủ xuống, nếu hủy diệt ý chí bóng ảnh phương hàng, tất cả nguyên khí kia đều sẽ tán loạn. Thiên địa kỷ nguyên bóng ảnh Phương Hàng đối mặt với vòng vây của tâm linh, một quyền đánh ra, cư nhiên thi triển ra kỷ nguyên thần quyền, trong lúc nhất thời, một sử phù văn mờ nờ hiện lên trong quyền phong, A Lại Gia Văn Minh, Vu Thuật Văn Minh, Phật Môn Văn Minh, Long Tộc Văn Minh, Thần Tộc Văn Minh, Huyền Hoàng Đại Thế Giới Văn Minh, đều hảo hảo chấp động lướt qua. Mỗi một kỷ nguyên, đều có vô số sử phù văn minh, kỷ nguyên chi đạo của Phương Hàng chính là hiển hiện ra những sử phù văn minh này, cuối cùng bản thân không ngừng sáng tạo ra văn minh mới. Loại thần thông này, khai sáng thời đại. Rất nhiều người ở đương tràng, trong sát na này, giống như cảm thấy thiên địa đều không tồn tại, sử phù văn mình lần lượt lóe lên trước mắt, toàn thân hoàn toàn lọt vào trong sử phù văn mình, tiếp nhận ý thức thiên tâm cường đại trùng kích. Trong đầu mỗi người đều có một khuynh hướng muốn nổ tung. Đây là phương hàng dùng văn minh công kích, trực tiếp tiến hành bạo phá đầu óc không có bất kỳ ai có thể ngăn cản được. không ổn. tâm hoàng thánh tử trần chính hoa liên tục lui về phía sau, tất cả pháp ấn đều thu lại, biến thành một đoàn quan cầu thanh sắc bao phủ lấy thân thể bản thân, bảo vệ để không bị xâm phạm. hắn không ngờ rằng một quyền này của phương hàng cư nhiên hung mãnh đến vậy. một quyền đánh ra, trăm ngàn văn minh hiện lên. một quyền này, lợi hại không phải là lực lượng, cũng không phải chân khí, mà là một cổ quyền ý. Tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa cảm thấy mình bị cô lập bốn phía, đứng thẳng trong thiên địa, đối mặt với văn minh mênh mông từ cổ chí kim trùng kích, cơ hồ ý thức muốn lọc vào trong dòng sông văn minh, gặp phải tai họa. Quyền ý vô địch Kỷ nguyên thần quyền Bóng ảnh này của Phương Hàn, pháp lực tự nhiên không cường hoành như hắn, nhưng mà kỷ nguyên thần quyền là pháp môn sáng tạo độc đáo, ý chí vượt qua hỗn độn kỷ nguyên, có thể đủ đánh tan bất kỳ phòng tuyến tâm linh của mọi cao thủ, cuối cùng thất thủ hoàn toàn bị hàng phục. Quyền pháp đó thật lợi hại, dung nhập văn minh vào trong quyền ý, đây là võ đạo khủng bố gì? Cho dù là tuyệt học trong chư hoàng vũ kinh, cũng không lợi hại như vậy. Tâm linh tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa nhận phải văn minh trùng kích, đau khổ chống đỡ. Đột nhiên triển khai phản kích, tâm hoàng diệt ma, bảo kinh vô thượng. Tất cả văn minh, toàn bộ tan biến lực lượng tâm linh hắn, lần nữa bộc phát, biến thành phong bạo hủy diệt, muốn hủy diệt trăm ngàn văn minh của kỷ nguyên thần quyền. Kỷ nguyên vô tận, văn minh bất diệt, sử thi vô cùng. Bóng ảnh phương hàng lần nữa một cước đạp ra, liền một quyền oanh kích đến, lập tức trời sập đất sụp, trong hư không quỷ khóc thần gào, mảnh mảnh huyết vũ hạ xuống, mỗi một mảnh huyết vũ phía trên đều hiện ra bi hoang ly hợp, khổ nhạc bi sầu, sinh tử ưu hoạn, kim qua thiết mã thiên thu hưng vong. Thân thể Phương Hàn, giống như anh hùng trong truyền thuyết, quyền đầu hắn, là thần quyền khai sáng thời đại, lấy sức một mình, xé rách mọi gông cùng xiềng xích, làm cho thiên địa thăng hoa, đạt tới một văn minh mới. Anh hùng, anh hùng. Một số đệ tử cũng bị quyền phong Phương Hàn làm kinh sợ, điên cuồng rống lên. Hư không chấn động, nhật nguyệt tan biến, đại địa trọng sinh. Liều mạng. Tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa cố lấy tất cả ý chí tâm linh, đề thăng lực lượng đến cực hạn, một quyền nện về phía kỷ nguyên thần quyền của Phương Hàng. Hai đại cao thủ, đối chiêu trên không trung, lực lượng truyền ra ngoài, không biết hủy diệt bao nhiêu tồn tại vô hình hữu hình. Phốc Sắc mặt tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa tái nhợt, một nguồn máu tươi phúng ra, thân thể lướt đi ước chừng ngàn trượng trên không trung mới dừng lại. Mà hình thể Phương Hàng lại nứt nẻ, Bóng ảnh mơ hồ, tựa hồ sắp tiêu tán. Nhưng mà, ngay khắc sắp tiêu tan, một cổ ý chí cường đại, lần nữa gia trì nó, là bản thể phương hàng ra tay. Bóng ảnh kia đột nhiên ngửa mặt lên trời rống dài, ta muốn hiệu lệnh trời cao, ngưng tụ ra hình thể chân thực. Ý chí ta, thống ngự chí thiên chí thánh, cướp đoạt tinh khí, ngưng tụ ra thần thể bất diệt. Ầm. Trời cao cũng dao động lên, trong vũ hóa thiên quốc rất nhiều cấm pháp phong tỏa linh mạch đều nổ tung, hóa thành linh mạch chân long, rót vào trong bóng ảnh phương hàng. Bóng ảnh này, càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng lớn mạnh, từ trong hư không rung động, hóa thành chân thật, so với vừa rồi còn cường đại hơn gấp đôi, hắn đi đi lại lại, từng đạo cương khí dưới chân ngưng kết thành tế đàn, khiến cho hắn giống như tổ thần bất diệt trên tế đàn vạn cổ. Tâm hoàng thánh tử trần chính hoa, quỳ xuống cho ta sau lưng bóng ảnh phương hàng, triển khai một đôi cánh, vỗ lên tiếng vào trăm ngàn ức dặm trong hư không, khẽ động, liền tạo ra không gian phong bạo cường liệt. Hắn trực tiếp đi tới trước mặt tâm hoàng thánh tử, thủ trưởng đánh ra thập trảo tổ long cầm nã, trong lòng bàn tay, mảnh mảnh long lân giống như ánh mắt ma thần, kỷ nguyên thần quyền, lần nữa đánh ra, trấn áp tại chỗ. Một bóng ảnh lại mạnh như thế, chân thân xuất hiện, thì tiêu chắc rồi. Đối mặt với áp bách, tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa liền lui nhanh, phương hàng tới trước mặt hắn, long trảo xuất ra, khiến cho hắn có một cảm giác hít thở không thông. Vừa rồi bị văn minh sử kỷ nguyên thần quyền trùng kích vào trong đầu, đầu óc Trần Chính Hoa còn chưa bình ổn lại, liền gặp tiếp đã kích, hắn lập tức biết nguy hiểm, lâm vào trong tai họa ngập đầu rồi. Phương Hàng mạnh như vậy, hoàn toàn ngoài dự liệt hắn. Bất quá hắn cũng là lão bài thánh tử, trải qua nhiều lần thí luyện huyết sắc, là cao thủ đi ra từ trong tầng tầng nguy hiểm, một tiếng gầm lên, lần nữa đánh ra thần thông, ở sau lưng hắn, tự nhiên xuất hiện ba phân thân, hóa thân ngoài thân, mỗi một phân thân đều chứa lực lượng tổ tiên sơ cấp, là do hắn lao lực thiên tân vạn khổ, từ trong thái cổ chi khư thu hoạch được hài cốt ma thần cường đại, quán linh vô tận, cộng thêm chém giết huyết nhục thánh tử mà luyện thành. Ba hóa thân ngoài thân, bố trí thành đại trận, tiến hành oanh kích về phía bóng ảnh phương hàng, ngăn cản đại thủ bóng ảnh phương hàng. Thật là lợi hại, Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa cư nhiên luyện thành Nguyên Thần Chân Thiên Tam Dương Nhất Khí. Ba đại nguyên thần này một khi luyện thành, chiến lực liền ngang hàng với phân thân. Trong Thánh Tử Vũ Hóa môn chúng ta luyện thành phân thân này chỉ ít ỏi không có mấy người. Phong duyên càng lợi hại, chỉ một bóng ảnh lại bức cho Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa phải thi triển ra Nguyên Thần Chân Thiên Tam Dương Nhất Khí, rất nhiều đệ tử lui về xa thêm thấy một màn này, tâm tình liền khẩn trương lên. Nguyên thần chân thiên tam dương nhất khí sao? Bóng ánh Phương Hàng liếc nhìn, cũng biết môn đạo thuật huyền ảo này, đạo húc thánh tử cùng thần nhất mi thái thượng trưởng lão mỗi người đều thu lấy ba đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, muốn tu luyện môn nguyên thần này, nhưng không ngờ tới, tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa lại tu luyện thành công trước tiên. Bất quá đối mặt với nguyên thần này, ánh mắt Phương Hàng lạnh lùng, lại một cổ ý chí, từ trong không gian dị độ truyền đến, phụ trợ cho bóng ảnh. Huyết nhục toàn thân bóng ảnh đột nhiên chuyển hóa, biến thành một vật tương tự tinh thể thần quốc. Lực lượng, lần nữa đề thăng, cảnh giới thiên địa nhất thể, thi triển ra bên trong. Kỷ nguyên thần quyền, chiến lực thập bội. Bóng ảnh phương hàng đánh ra tuyệt học, quét ngang một phương, tám bề rung rẩy, bốn phía hóa thành vòng xoáy, trăm ngàn hắc động bạch động cùng thiên địa bắt đầu cộng hưởng. Phách một quyền, một đạo nhân ảnh liền bị hắn đánh diệt. Nguyên thần chân thiên tam dương nhất khí của tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa bị hắn chém giết một rồi. Rất nhiều người nói. Vừa dứt lời, lại một tiếng vang lớn, đạo nhân ảnh thứ hai lần nữa bị chém chết. Tâm hoàng thánh tử liên tục trống giận, nhưng mà bóng ảnh phương hàng như ma quỷ, lần nữa công kích, đạo nhân ảnh thứ ba bị thủ đao một chém, phá thành mảnh nhỏ, liền hủy diệt mất. Trong nháy mắt, nguyên thần chân thiên tam dương nhất khí liền bị thanh toán, còn chưa kịp phát huy uy lực, đã bị liên tiếp chém giết. Vạn vật hóa long. Bóng ảnh phương hàng phách ra long trảo, nguyên thần chân thiên tam dương nhất khí bị chém giết, toàn bộ tinh khí đều hấp thu tiến vào trong cơ thể hắn, lần này bóng ảnh hắn cơ hồ xoẹt qua trong chớp mắt, từng đạo pháp tắc tổ tiên quấn quanh trên thân thể, thiên thần hạ phàm, Phật đà hàng lâm. Phong duyên, ngươi cư nhiên hủy diệt nguyên thần chân thiên tam dương nhất khí của ta, Ngươi, ngươi nhất định phải chết Chân chính làm ta nộ hỏa rồi Đừng trách ta vô tình Ta phải nghiền xương ngươi thành cho giải khai oán hận trong lòng Tiên khí tuyệt phẩm Tâm Hoàng Bảo Luân Đi ra cho ta Ta không tiếc hao tổn tuổi thọ Thiêu đốt pháp tắc thôi động ra Trước cuộc Tâm Hoàng Thánh tử Trần Chính Hoa Đã thi triển ra đòn sát thủ cuối cùng Một Bảo Luân khổng lồ xuất hiện Ở trên đỉnh đầu Hắn thiêu đốt thọ mệnh một đạo pháp tắc tổ tiên trên thân thể cũng đang thiêu đốt, kiện bảo luân này, có phòng ốc lớn nhỏ, bốn phía đều là ánh lửa hình dáng răng cưa, ở trung tâm bảo luân, tỉnh tọa một hoàng giả, đang khống chế bảo luân phi vũ. Mà chung quanh bảo luân, có thể thấy được mơ hồ thiên thần kim giáp lớn nhỏ, hội tụ thành một luồng hồng lưu, tạo thành quốc độ, nhiều đến hàng hà sa số, thúc giục trận pháp bảo luân. Cái này rất giống thiên đạo chi luân. Đây là, đây là tâm hoàng bảo luân, Tiên khí tuyệt phẩm đó. Một kiện tiên khí tuyệt phẩm lại xuất hiện như thế. Đây chính là đòn sát thủ của Tâm Hoàng Thánh tử Trần Chính Hoa, hắn có tiên khí tuyệt phẩm, tổ tiên không thể đủ thúc dục tiên khí tuyệt phẩm, nhưng mà hắn không tiếc hao tổn thọ mệnh bản thân cùng pháp tắc tổ tiên, muốn thi triển ra, không phải để triệt để đánh chết bóng ảnh phong duyên, mà còn muốn công kích bản thể hắn. Trong truyền thuyết, khi thúc dục tiên khí tuyệt phẩm đến cực hạn, liền có thể cách không tiến hành kích sát, cho dù cách xa một đại châu cũng có thể truyền lực lượng đến. Phong duyên này khổ rồi, tiên khí tuyệt phẩm đó, trong thiên địa ai dám tranh phong. Bản thể cũng gặp phải công kích. Đây là chọc giận tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa, Phong duyên giết nguyên thần chân thiên tam dưỡng nhất khí mà hắn khổ tu, hắn nhất định muốn giết Phong duyên, giống như trước luyện thành nguyên thần mới để đền bù lại. Một số đệ tử thậm chí còn nghe thấy một số thánh tử theo gió lướt tới, đều trợn mắt nhìn lại. Tâm Hoàng Bảo Luân, tiên khí tuyệt phẩm xuất hiện. Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa triển khai tuyệt đại phản kích. Ta lấy thân thể ta, tế cho trời cao, ý niệm một thể, một kích thiên nguyên. Đúng lúc này, bóng ảnh Phương Hàng đột nhiên bốc cháy lên, cư nhiên dùng thân hiến tế. Trong hư không, xuất hiện một tế đàn còn muốn khổng lồ hơn một đại châu, lực lượng hiến tế hừng hực, gia tăng vào. Bóng ảnh Phương Hàng toàn bộ chuyển hóa thành lực hiến tế. Lực hiến tế này liền biến thành điểm điểm nhỏ, điểm điểm thiên nguyên. Dùng thân hiến tế. Một kích thiên nguyên. Lực lượng một kích này, dù là ai cũng vô pháp tưởng tượng ra, hấp thu ba bóng ảnh hóa thân, chuyển thành lực tế tự, lần nữa hủy diệt, hóa thành một kích thiên nguyên. Trực tiếp đánh đến tâm hoàng bảo luân. Đùng tâm hoàng bảo luân bị đánh bay ra ngoài, tâm hoàng thánh tử trần chính hoa hao tổn nguyên khí, toàn thân nứt nẻ, nổ tung lên, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Ta nói quỳ xuống được, thì sẽ làm ngươi quỳ xuống được. Thanh âm phương hàng lần nữa truyền tới, từ trên trời cao, một đại thủ chụp xuống. Bắt lấy tâm hoàng thánh tử trần chính hoa đang rơi xuống mặt đất này, liệt hỏa thiêu đốt hừng hực, liền ở trên cửa thánh điện, ấn xuống một cái. Không. Tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa thấy thân thể mình căn bản không thể điều khiển, bị bắt quỳ xuống, cùng chung chỗ với hạng nhất chân, cố trường phong, yến tây quy. Mà tiên khí tuyệt phẩm tâm hoàng bảo luân kia liền bị một cổ hấp lực cường đại, trực tiếp hư vào trong hư không, ai cũng biết, tiên khí tuyệt phẩm này đã bị phong duyên kia bắt lấy. Chỉ trong mấy hiệp, tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa bại. Tiên khí tuyệt phẩm tâm hoàng bảo luân bị cướp lấy, người bị trấn áp quỳ gối đối diện thánh điện, sỉ nhục vô biên, sọc vào trong lòng hắn. Từ một phương diện mà nói, tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa càng bị sỉ nhục, hắn vừa mới xuống đây, đã phát thệ, muốn cứu vớt hạng nhất chân, cố trường phong, hiến tây quy ba người. Hiện tại lại bị người đánh bại, pháp bảo đều bị lấy đi, ai cũng quỳ xuống. Khanh khách, khanh khách. Trong cổ họng hắn, truyền tới thanh âm khàn đục, giống như hư hỏa công tâm hắn vô pháp tiếp nhận sự thật mình bị trấn áp quỳ xuống ở đây. Hạng nhất chân, cố trường phong, yến tây quy lúc này đều u mê, tê cứng, ngây người. Bọn họ không biết nói gì cho phải, giờ phút này quả thật đã quên mất sỉ nhục, bọn họ ngàn vạn lần không nghĩ tới, ngay cả tâm hoàng thánh tử trần chính hoa lão bài thánh tử, cao thủ có tiên khí tuyệt phẩm, cũng không làm gì được phong duyên. Tại sao, tại sao trời cao lại sinh ra con quái vật này, ta là giả dạ đế chuyển thế, có thể khiêu chiến tồn tại thiên đình, nhưng mà lại nhục nhã như vậy, ta không cam lòng. Tương lai nếu ta thoát khốn, nhất định phải làm cho đại địa, vĩnh hằng lâm vào bóng tối, ta nguyền rủa, ta nguyền rủa thiên địa, không có ánh sáng. Hạng nhất chân rống to lên, quán khí sọc thẳng trời cao. Bất quá, ai cũng không để tiếng rống của hắn vào mắt, mọi người đương tràng đang đắm chìm vào trong chuyện tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa bị trấn áp ta không nhìn lầm chứ tâm hoàng thánh tử trần chính hoa bị trấn áp rồi quỳ gối trước cửa thánh điện đúng là quỳ gối ngay cả pháp bảo cũng bị lấy đi hình như là ở lúc tối hậu phong duyên thi triển ra tuyệt thế kỳ công đánh bay tâm hoàng bảo luân thần thông thi triển lúc tối hậu đó thật giống như lực lượng thần bí được tế tự mang tộc gọi về ta giống như thấy tế đàn xuất hiện tế đàn kia là đối tượng thiên đình truy xét không ngờ tới phong duyên cư nhiên tinh thông thuật mang tộc. Lần này, không có ai dám đi khiêu khích uy nghiêm phong duyên nữa rồi. Ngươi nhìn xem, những thánh tử đi cùng tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa đều đào tẩu, sợ bị trấn áp quỳ xuống chỗ này, mất hết mặt mũi. Trong nghị luận rối rít, vài nam tử đi cùng tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa đều phóng đi chạy trốn, giống như gặp phải quỷ, thực lực bọn họ xa xa thấp hơn tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa tự nhiên không có biện pháp đi giải cứu rồi. Phong vân một cõi, trải qua rất nhiều lần thí luyện huyết sắc, tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa lần này đã chôn tất cả vinh quanh của mình. Hắn chọc phải người không nên dây vào rồi. Chuyện ngày hôm nay thật sự quá náo động rồi. Một số yêu nghiệt trong thánh tử có thể sẽ không phục, sau này hắn gây thù hằn quá nhiều, không phải chuyện tốt. Vừa tới, liền trấn ấp chúng thánh tử, người này quá mức bá đạo rồi chúng ta không nên chọc hắn là tốt nhất. Ai ai cũng tự có suy nghĩ của mình, trên quảng trường càng lúc càng tụ nhiều người, thậm chí một số thái thượng trưởng lão bế tử quan cũng bị kinh động, đến đây quan sát, nhưng mà cũng không có ai dám ra tay giải cứu. Tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa bị trấn áp, có vết xe đổ, ai dám ỷ vào lực lượng giải cứu. Giờ phút này, Phương Hàng đã đứng ở cửa thư khố thủy nguyệt động thiên. Thủy Nguyệt Động Thiên là thư khố lớn nhất vũ hóa môn, chứa đựng vô số điển tịch, thủ vệ cũng vô cùng xâm nghiêm, cửa môn là một cửa đá khổng lồ, trên cửa đá khắc bốn văn tự tiên giới Thủy Nguyệt Động Thiên, phong cách cổ xưa, ẩn chứa vô tận kiến thức. Ở trước cửa đứng vững rất nhiều đại hán thân mặt khôi giáp, mọi người tựa như khôi lỗi, cũng không phải khôi lỗi, phương hàng đảo mắt, liền phát hiện những đại hán khôi giáp này, cư nhiên là do một loại vu thuật thượng cổ, dùng Phật đà thi thân, thần tộc thi thân, còn có thi thể long tộc các loại đồ vật luyện chế thành vu thần vô địch. Chiến lực mạnh mẽ. Mà ở phía sau những vu thần này, tỉnh tọa hai lão giả trong chừng thư khố. Thấy Phương Hàng tới, hai lão giả này mở mắt, người trẻ tuổi, khoan dung độ lượng một chút, thả tâm hoàng thánh tử trần chính hoa đi. Ở trước thư khố thủy nguyệt động thiên, cư nhiên gặp được hai vị lão giả trong chừng môn hộ, vừa mở miệng liền bắt mình thả tâm hoàng thánh tử, điều này làm cho Phương Hàng hơi có chút khó chịu. Hai lão giả này trong chừng thư khố, thâm khả bất trắc, hẳn là tồn tại vượt qua tổ tiên, đến cảnh giới nguyên tiên. Vừa mở miệng, liền có một áp lực cường đại. Mới vừa rồi, Phương Hàng ở cửa thư khố, tâm hoàng thánh tử phá trừ phong ấn, làm cho hắn trực tiếp cảm ứng được, cho nên cách không truyền lại lực lượng, tiến hành đấu pháp, cuối cùng trấn áp đối phương, quỳ gối trước mặt tiền thánh điện nói vậy tất cả đều bị hai lão giả trong chừng thư khố trước mắt nhìn thấy ông trong lúc hai vị lão giả nói chuyện trong lòng bàn tay phương hàn xuất hiện một khối lớn tựa như bảo luân bảo bối này bốn bề đều có hỏa diễm hình răng cưa lấp lóe liên tục chói lọi chính là tiên khí tuyệt phẩm hắn mới thu từ tay tâm hoàng thánh tử tâm hoàng bảo luân hai vị tiền bối tranh đấu trong thánh tử chúng ta các ngươi cũng muốn nhúng tay vào sao? Tâm hoàng thánh tử trần chính hoa tài nghệ không bằng người, khiêu khích ta trước, ta liền trấn áp hắn, nếu không hắn thì uy ngập trời, thì sao? Đối mặt với hai lão giả cấp bậc nguyên tiên, Phương Hàng cũng chậm rãi nói, vuốt vuốt tâm hoàng bảo luân trong tay. Tiên khí tuyệt phẩm này, không hề thua kém với thương tâm cung, tuyệt tình tiễn, cực kỳ cường hoành. Nắm ở trong tay, hắn có chút yêu thích cảm giác không nở buông. Phương diện vũ học tâm hoàng, khi hắn tràn quét, thôi diễn đều tiến vào trong thức hải, bắt đầu dâng lên tinh thể thần quốc bản thân điều chỉnh đến trạng thái thôi toán hoàn mỹ nhất, nguyên thủy chi khí bắt đầu thiêu đốt. Mỗi một lần thần quốc thôi toán đều phải tiêu hao đại lượng nguyên thủy chi khí. Cũng may phương hàng chiếm được một luồng linh mạch vương phẩm, mặc dù chỉ dùng nhất thời nửa khắc, nhưng nhất thời nửa khắc đó cũng cơ hồ đủ cho hắn duy trì thật lâu nguyên khí tùy ý thiêu đốt không có bất kỳ thiếu hụt ngươi tranh đấu cùng tâm hoàng thánh tử trần chính hoa mặc dù là giao thủ giữa đệ tử chúng ta không quản nhưng mà ngươi cướp lấy pháp bảo của hắn là chuyện tình không được chính nghĩa ngươi trả pháp bảo lại cho hắn để cho hắn quỳ thế nào cũng được một vị lão giả nói tâm hoàng bảo luân là căn cơ của hắn bao năm qua hắn vì vũ hóa môn ta lập không ít công lao to lớn mà phong duy ngươi vì vũ hóa môn ta tạo công lập vị, cưỡng đoạt pháp bảo hắn, nếu chúng ta không quản, như thế nào cũng thấy không ổn. Một vị lão giả nói, hợp tình hợp lý, vậy đi, ngươi trả pháp bảo lại cho tâm hoàng thánh tử, chúng ta bảo đảm sau này hắn sẽ không ghi hận trong lòng. Vậy sao? Ngón tay Phương Hàng bắn ra, một đoàn ánh sáng xuất hiện ở không trung. Trong đó hiện ra bộ dáng tâm hoàng thánh tử đang quỳ trước cửa thánh điện, liên tục gầm thét lên phong duyên. Ta đời đời kiếp kiếp bất cộng đái thiên với ngươi, ta muốn diệt cả môn ngươi. Người vũ hóa môn, tại sao không ra can thiệp? Sau khi ta thoát khốn, sẽ rời khỏi vũ hóa môn, vây tất cả người lại, giết sạch sẽ. Quán niệm mãnh liệt, cơ hồ muốn ngưng kết thành quán linh. Hai vị trưởng lão, ngươi cho rằng, đã như vậy vẫn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Không tìm ta làm phiền ta giao tâm hoàng bảo luôn lại cho hắn, không phải là tự tìm phiền toái sao. Lực lượng nhỏ một chút, giả tâm hắn liền nhỏ một chút. Phương Hàng lắc đầu, người lấy oán trả ơn ta thấy nhiều lắm, ta không diệt cỏ tận gốc đã là khoan nhượng hết sức rồi. Pháp tắc thiên giới, hai vị cũng biết, đừng có can thiệp vào, ngay thời khắc hắn khiêu khích ta, liền nhất định phải nhận hậu quả này, mỗi người đều phải vì hành động của mình gánh chịu hậu quả. Trong lúc Phương Hàng nói chuyện, Phương Hàng bỏ tâm hoàng bảo luân vào miệng, giống như đang gặm bánh mì nướng, một ngụm cắn lấy. Trăng rắc. Tâm hoàng bảo luân kia phát ra một trận rên rỉ thống khổ, khí linh bên trong dãy dụ. Nhưng mà bị cắn rụng một khối, lọc vào trong miệng Phương Hàng, liền phóng ra tia sáng vạn trường, cuối cùng hóa thành đạo đạo chất lỏng, tiến vào thân thể, bị tiêu hóa sạch sẽ. Hai lão giả trong chừng môn hộ thủy nguyệt động thiên thất kinh, bọn họ không ngờ tới, Phương Hàng cứ như vậy ăn sạch một tiên khí tuyệt phẩm. Thật giống như ăn bánh mì. Một số khôi lỗi vu thần đứng yên nhất tề lui về phía sau một bước, nhìn thấy bộ dạng này của Phương Hàng cũng có chút sợ hãi, sợ mình bị Phương Hàng ăn luôn. Một tiên khí tuyệt phẩm, ẩn chứa nguyên tiên pháp tắc, thậm chí là thánh tiên pháp tắc, tài liệu trải qua thiên truy bách luyện, trong lò đang không biết ẩn chứa bao nhiêu tài vật thiên giới mới có thể xuất ra, vốn vô pháp phá hư cho dù là nguyên tiên cũng phải tế luyện thật lâu mới có thể lần nữa dung hòa. Nhưng mà hiện tại lại bị Phương Hằng ăn sạch giống như bánh nướng. Phương Hằng mạnh đến mức nào? Đây là nhân vật cường đại nào chuyển thế vậy? Ánh mắt hai vị lão giả lóe lên, tự hồ muốn ra tay dò xét cực hạn tu vi của Phương Hằng, nhưng mà Phương Hằng hạ một câu, liền bỏ đi tâm tư kia của bọn họ, tình thánh nam cung thương tâm cung, tuyệt tình tiếng cũng là như vậy bị ta ăn sạch, sau hắn tìm tới ta, muốn hóa giải ân oán, còn tặng ta một vò rượu thiên đạo hồng trần, ta liền kính hai vị một chén. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàng lấy ra hai chén rượu, từ trong một vò rượu, chậm rãi đổ ra rượu hồng trần thiên đạo, phóng tới cho hai vị lão giả. Quả nhiên là rượu hồng trần thiên đạo, tình thánh nam cung thương tâm tạo ra. Hai lão giả trong chừng thư khố nhận lấy chén rượu, nhìn kỹ thật lâu, lại hơi lắc đầu, sau lại gật đầu, đột nhiên thở dài một tiếng, phong duyên, liền để mặt ngươi, tiến vào đi. Trong lúc nói chuyện, hai lão giả mở một cánh cửa ra lúc cánh cửa mở, một cổ thư quyển chi khí đập vào mặt, Phương Hàng trong nháy mắt cũng cảm thấy được kiến thức phong phú, liền chắp tay, bay vọt vào trong. Cánh cửa chậm rãi đóng lại. Người này sau lưng có đại nhân vật. Một vị lão giả nói, ngay cả nam cung thương tâm cũng không làm gì được hắn, đây là chuyện tốt của vũ hóa môn chúng ta khó trách tâm hoàng thánh tử vô pháp làm gì hắn. Không biết lần này hắn tiến vào trong thư khố, bế quan tu luyện đến trạng thái gì. Ba ngày sau, chính là thí luyện huyết sắc của thánh tử, thí luyện huyết sắc lần này cực kỳ trọng yếu, nghe nói thiên đình chuẩn bị mở ra rất nhiều địa phương thần bí, càng là địa phương nguy hiểm, để những thánh tử kia trưởng thành, sau đó lại cử hành cuộc chiến thiên tài. Tâm hoàng thánh tử thật là tự rước lấy nhục, bất quá chúng ta phải cảnh cáo những thánh tử khác một chút, không nên đối nghịch cùng hắn. Trong thủy nguyệt động thiên, có tồn tại thư yêu cường đại, bất quá với thủ đoạn của hắn, hẳn là có thể hàng phục, chỉ cần hắn không tham lam, tiến vào trong thiên thư lưu lại từ những kỷ nguyên sâu xa trước kia, thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chúng ta tiếp tục thủ vệ môn hộ thôi. Hai lão giả lâm vào trầm mặt. Hương khí sách nặng nề, đây quả thật là một thế giới sách vô biên vô hạn. Phương Hàng tiến vào trong đại môn, đập vào mắt chính là giá sách cao lớn vô biên vô hạn. Mỗi một giá sách đều cao chọc trời, phía trên bày đầy thư tịch, có nơi cho bụi văn đầy, tự hồ rất lâu không có người tới, có nơi giá sách sụp đổ, thư tịch chồng chất chung một chỗ, như núi. Trong thiên địa, khắp nơi đều là sách. Ở nơi xa xa, đại sơn chạy dài, nhưng mà nhìn kỹ lại, đều là thư tịch vô cùng vô tận chồng chất thành sông núi, dưới sông núi, một con sông chảy dài, trong sông dài kia, chảy xuôi đều là thư quyển. Những sách này, có bằng giấy, có bằng ngọc, có bằng trúc, có bằng kim thạch, thậm chí còn có mây mù, vũ khí, quan mang, vô số tài liệu, đều có thể trở thành thư tịch đây là một thế giới sách. Liếc mắt nhìn cũng không thể nhìn tới tận cùng. Ở sâu trong thư khố thủy nguyệt động thiên này, mơ hồ, có một số thư tịch có linh tính tựa như đang bay tới bay lui ở bầu trời xa xa, tự hồ giống như chim đại bàng. Phương Hàng thấy những thư tịch này, cũng không đi quan sát, mà hấp thu một số thư quyển chi khí truyền đạt từ trong hư không, liền cảm nhận được không ít kiến thức. Có một số thư tịch, chữ chữ châu ngọc, tinh thần hướng sao ngưu, quan mang nở rộ. Đột nhiên, trong thân thể hắn, một cổ lực lượng mênh mông, trục trịch, sọc lên. Là vừa rồi ăn tiên khí tuyệt phẩm, lực lượng pháp tắc của tâm hoàng bảo luân bắt đầu tiêu hóa lập tức, Phương Hàng tỉnh tọa, bắt đầu luyện hóa lực lượng tâm hoàng bảo luân trong cơ thể, của lực lượng kia sộc lung tung ở trong người, giống như một con nghiệt long, bất quá rất nhanh đã bị Phương Hàng dùng định lực hàng phục, bắt đầu dung nhập vào trong tam thập tam thiên chí bảo. Một kiện tiên khí tuyệt phẩm sau khi phân giải, có thể hóa thành rất nhiều pháp tắc tổ tiên, tài liệu đều rất có lợi cho các loại bảo bối. Nhất là bảo bối như tâm hoàng bảo luân này, có thể nói đã tham ngộ tọa hóa thiên địa, có tâm linh tịnh hóa tuyệt vời. Lực lượng cường đại xông vào bên trong Tam thập Tam thiên chí bảo, cơ hồ đồng thời, Kình thiên trụ, Phong thiên tỏa, Thâu thiên trảo, Đạo thiên thê kia liền hóa thành tiên khí thượng phẩm, trên chí thiên môn lại hiện ra mấy đạo phù văn. Tốt, Thâu thiên trảo, Đạo thiên thê biến thành tiên khí thượng phẩm rồi, ta đã có thể xuất nhập các loại đại trận tốt hơn, không bị người phát hiện, Phong thiên tỏa che giấu khí tức bản thân sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện ra khí tức bản thân. Kình thiên trụ lại làm tăng thêm lực lượng. Phương Hàng kiểm tra thân thể bản thân một chút, phát hiện pháp tắc tổ tiên lần nữa nhiều ra hơn 10 đạo, lực lượng có chút gia tăng. Hắn lặng lặng ngồi thẳng trong chốc lát, tiêu hóa toàn bộ tâm hoàng bảo luân, sau đó mới đứng thẳng dậy, ở trong phù lục kỷ nguyên thần quyền, lại thêm một môn thần thông, tên là tâm hoàng diệt ma tương thiên công. Được liệt vào hoàng giả cùng Ngọc Hoàng, hư hoàng, mệnh hoàng, hy hoàng. Lúc trước tàn sát, hắn nhận được tuyệt học mệnh hoàng, Phương Hàng liền đem những môn cường đại nhất trong chư hoàng vũ kinh không sai biệt lắm học hết. Hiện tại nhận được võ học tâm hoàng, trong phù lục kỷ nguyên thần quyền, tất cả võ học chư hoàng liền hiện ra, hóa thành thư tịch, thư tịch này chính là chư hoàng vũ kinh trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, chư hoàng vũ kinh của thiên đình chẳng những là một bản điển tịch võ học, còn là một kiện tiên khí vô thượng, vượt qua tồn tại vương phẩm, đạt tới cấp bậc thánh phẩm. Bản điển tịch này, bản thân gần như có thực lực thiên quân. Là vô số chư hoàng thượng cổ cùng khắc ấn ký tinh thần vào, tọa trấn ở trong lan huyên thư giới của thiên đình, trưởng quản quần thư. Ta ngưng tụ những võ học chư hoàng này chung một chỗ, cư nhiên biến thành một bản đồ hình chư hoàng vũ kinh, tự hồ chỉ đáng giá tham khảo, phù lục kỷ nguyên thần quyền ta, tự hồ cũng có thể cô động lần nữa, hóa thành một bản kỷ nguyên chi thư tâm linh phương hàng đột nhiên chuyển động, kỷ nguyên thần quyền tự hồ có lĩnh ngộ mới. Kỷ nguyên chi đạo có lĩnh ngộ mới, phương hàng lại bắt đầu bắt tay dựa theo đồ hình chư hoàng vũ kinh cô động phù lục kỷ nguyên thần quyền. Kỷ nguyên thần quyền là võ học chính hắn sáng tạo ra, bây giờ còn trong giai đoạn sơ khai, có lẽ trong mắt rất nhiều thánh nhân, võ học này hết sức buồn cười, nhưng mà lại có tiềm lực phong phú. Sau này trưởng thành có thể sánh ngang võ đạo tạo hóa thần quyền trí tôn hiện tại kỷ nguyên thần quyền của Phương Hàng chẳng qua là kiến càng, chờ hắn từ từ lĩnh ngộ, sẽ trở thành cự thú thái cổ, trung động thiên địa. Chư Hoàng Vũ Kinh, dung nhập kỷ nguyên, trở thành văn minh sử. Ý niệm Phương Hàng khẽ động, khoanh chân ngồi xuống lần nữa thúc giục ý niệm bản thân, thần quốc thôi diễn, chu thiên nghi, bác bộ phù đồ cũng bắt đầu xoay tròn. Phù lục kỷ nguyên thần quyền kia, liền từ từ biến thành một quyển thư tịch. Nguyên lai phù lục này, phiêu đảng không chừng, hóa thành rất nhiều đồ án, không ngừng tái diễn, nhưng mà hiện giờ đã ổn định lại, hóa thành một quyển thư tịch, bất quá nội dung bên trong sách, cũng giống như kỷ nguyên, đại biểu văn minh. Văn minh sử thần tộc, trở thành trang đầu tiên của kỷ nguyên chi thư đi. Hai tay phương hàng đánh ra vô số chung kết chi đạo, chư thần hoàng hôn, lập tức không gian liếng có rất nhiều văn tự thần tộc, khắc lên trên kỷ nguyên chi thư, trở thành trang đầu tiên, nếu như lúc này, có người đọc bản thư tịch này, liền thấy được, trang đầu tiên mênh mông văn minh sử thần tộc, hảo hảo hiện ra trước mặt mình. Đối với văn minh thần tộc, Phương Hàng khắc sâu nhất là Văn minh thần tộc là từ ý niệm chung kết thánh vương trong bản thân nhận được, không có ai có thể khắc sâu hơn so với hắn, dĩ nhiên, trừ thiên phi ô ma cùng thủy tổ thánh vương ra. Hai người khai sáng giáo hóa thần tộc này, áp đảo trên Phương Hàng. Trang thứ hai của kỷ nguyên chi thư, Phật Văn Minh. Phương Hàng lần nữa đánh ra đạo ấn quyết thứ hai, hằng hà sa số Phật Đà, Kinh Văn, đánh vào trong đó, trang thứ hai của sách, liền nói đến sử thi, huyền bí, văn minh đa đạn của Phật Môn. Hắn đối với tham ngộ Phật Môn, cũng vô cùng khắc sâu, không nói thế gian tự tại vương Phật phù lục, chỉ nói đại nhân quả thuật, các loại ba nghìn đại đạo Phật Môn, tất cả đều thôi toán đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Trang thứ ba của kỷ nguyên chi thư, Long Văn Minh. Vô số cự long, uống lượng gầm thét, quần long vô thủ, ở trang thứ ba hiển hiện ra. Đến giờ, kỷ nguyên chi thư, đã định hình ra ba trang văn minh sử. Thần Văn Minh, Phật Văn Minh, Long Văn Minh. Ba đại văn minh, lần lượt hạ xuống, phương hàng chấn động chút một, tự hồ cảnh giới lần nữa tăng lên không ít, ở trên con đường tương lai hắc ám, xuất hiện ánh sáng trí tuệ đây không phải là lực lượng tăng lên lực lượng bản thân hắn không có chút tăng trưởng nhưng mà trí tuệ càng thuần túy càng gắn bó kỷ nguyên hiểu rõ trận trận biến hóa các loại nhánh sông vận mệnh lúc hắn cô động ba đại văn minh chẳng khác gì sửa đổi ba đại văn minh sử lần nữa rất nhiều lĩnh ngộ mới phiêu đảng trong lòng chưa từng bao giờ tâm linh hắn rõ ràng như thế đối với kỷ nguyên đối với văn minh sử gắn bó như thế hắn trở thành người khai sáng, tạo ra một văn minh. Hắn tự hồ cảm thấy chính bản thân khai sáng ba đại văn minh. Trang thứ tư, nhân văn minh. Trang thứ năm, tiên văn minh. Trang thứ sáu, vu văn minh. Trang thứ bảy, mang tộc văn minh. Trang thứ tám, a lại gia văn minh. Ở trong không ngừng thôi toán, diễn hóa, trận trận văn minh sử, xuất hiện ở trong kỷ nguyên chi thư, hơn 10 trang đầu của kỷ nguyên chi thư, đều xuất hiện ra văn minh sử. Quyển sách này nếu xuất hiện trong thế tục, sẽ bị vô số người tu đạo tôn sùng thành kinh điển, chân thư duy nhất. Phương Hàn càng lúc càng thuần thục, tới cuối cùng, thậm chí ngay cả ám hắc chi thư, giả dạ đế văn minh của hạng nhất chân, cũng khắc lên trên. Hiện tại hắn phong ấn hạng nhất chân, có thể đạt được rất nhiều đạo thuật trên người hắn, thậm chí là huyền bí thần thông của hắn, trong quá trình ngưng luyện kỷ nguyên chi thư, cũng có tác dụng lớn. Tốt, thành rồi. Kỷ Nguyên Chi Thư ngưng luyện thành hình dáng sơ khai. Phương Hàn đứng thẳng dậy, quan sát Kỷ Nguyên Chi Thư trong cơ thể, có khoảng 15 trang chứa văn minh sử, mỗi một trang đều phóng ra ánh sáng như hòa, khí tức văn tự sử thi phiêu đảng ở trên, khiến cho người cảm thấy văn minh thâm thúy, trí tuệ sâu xa. Trí tuệ chúng sinh. Đây là một quyển sách trí tuệ chúng sinh từ xưa đến nay, Kỷ Nguyên Chi Thư trong lòng Phương Hàng một mảnh trong suốt, rõ ràng, hắn nhìn thấu tương lai nói. Trong tối tâm, hắn cảm thấy sâu xa trong thiên giới, mơ hồ chứa đựng lực lượng có thể thôn vệ tất cả, phúng ra vĩnh sinh chi môn. Tương lai sau này, hắn cần nhất là tích lũy kiến thức, biết nhiều văn minh hơn, khắc chúng lên quyển sách trí tuệ chúng sinh. Mỗi một văn minh sử, đều ẩn chứa vô số trí tuệ chúng sinh, tạo ra trang nhạc huy hoàng của sinh mệnh. Việc Phương Hàng cần làm hiện tại, chính là hảo hảo ghi lại những văn minh sử này lên trên, không để tiêu vong. Không để vết nhơ trong dòng sông lịch sử. Ghi chép lịch sự, tiếp nhận trí tuệ chúng sinh. Phương Hàng cảm thấy trách nhiệm vĩ đại. Thần quốc toàn thân, ở trong đề thăng trí tuệ, tổ hợp sắp xếp, càng thêm hoàn mỹ, chắc chắn, mỗi một tất da thịt Phương Hàng, đều có một dòng chảy văn tự sử thi ưu mỹ. Hắn thật giống như đã thoát khỏi phạm vi lực lượng mà tiến vào một cảnh giới lập địa thành thánh. Lần này cô động kỷ nguyên chi thư, có trợ giúp rất lớn đối với tu vi ta, tương lai ta liền dễ tấn thăng đến cảnh giới cao hơn, lĩnh ngộ nguyên tiên chi đạo rất nhiều. Ta sẽ dùng tốc độ kinh người đề tăng tu vi, làm cho thế nhân đều bị rung động. Phương Hàng rất tự tin đối với cảnh giới bản thân. Sau khi hắn cô động kỷ nguyên chi thư, tán công lực đi, bước chậm ở trong giá sách, bắt đầu đọc những thư tịch trong thư khố thủy nguyệt động thiên. Tiện tay lấy ra một quyển kinh thư ở bên cạnh. Bản kinh thư này vô cùng to lớn, dày ba trượng, thật giống như một khối nham thạch. Bản đại tàng kinh này, phía trên ghi lại một ít đạo lý, thần thông, pháp thuật vô thượng của Phật môn, còn có chứa ký ức tiên Phật, là một vị Phật đà viễn cổ bị vũ hóa môn chém giết lưu lại. Phương Hàng khẽ động, ánh mắt chiếu sáng qua bản thư tịch này, Kinh văn phía trên lập tức bị gỡ xuống, hóa thành kiến thức dung nhập vào trong đầu hắn. Một số lưu lại tiến vào trang thứ hai của kỷ nguyên chi thư trong Phật văn Minh. Một quyển sách trong ba hô hấp tất cả tinh túy kiến thức đều bị phương hàng tiêu hóa lĩnh ngộ. Hơn nữa hoàn toàn chiếm lấy. Đối mặt với bản đại tàng kinh này, cho dù là tổ tiên muốn lĩnh ngộ tinh túy trong đó cũng phải mấy tháng thời gian. Thiên tài tổ tiên cũng phải mấy ngày nhưng mà Phương Hàng chỉ mấy hô hấp, toàn bộ đều tiêu hóa xong. Trong lúc chuyển đầu, ánh mắt Phương Hàng lại nhìn về một thư tịch khác, thần quan trong mắt hắn, càng lúc càng đậm hơn. Thư tịch trong 10 dặm quanh thân, ầm ầm bị lật xem. Thiên Tán Kinh là thư tịch ghi lại sử thi văn minh một bộ lạc, cũng đáng giá tham khảo. Cách tác vương thư, cũng là một kinh điển cửa bộ lạc mang tộc, sao? Bản kinh thư này là do một tuyệt đại thế gia của thiên giới chép vào trong gia huấn, các sự tình ghi lại cũng rất có lợi đối với ta. Trong khoảng thời gian ngắn, tri thức trăm ngàn thư tịch đều tiến vào trong đầu Phương Hàn, trải qua tiêu hóa, dung nhập vào trong kỷ nguyên chi thư, quyển sách này tăng thêm trang mới, hoặc là phong phú thêm về văn minh tiên đạo. Phương Hàn đọc những thư tịch ở đây, có sử thi bộ lạc cổ, có ghi chép của đại nhân vật, có gia phả của gia tộc có niêm giám của thiên đình, những thư tịch này, đại đa số đều không ghi tu hành thần thông, mà ghi lại một số cảm ngộ, ẩn chứa cảm tình phong phú của tác giả trong đó. Bất quá ích lợi đối với phương hàng vô cùng to lớn. Hiện tại hắn cần không phải là pháp quyết tu hành thần thông, mà là những kiến thức, cảm ngộ, giới thiệu này. Mỗi một quyển sách, cao thủ thông thường đều phải đọc thật lâu, mà hắn lại dùng hiệu suất nhanh kinh người. Không lâu sau, hơn vạn quyển thư tịch cực dày, đã bị hoàn toàn tiêu hóa Kiến thức biến thành trí tuệ Dung nhập vào trong kỷ nguyên chi thư Lực lượng kỷ nguyên chi thư Cũng tăng trưởng không ít Phương hàng cảm giác nếu như mình thi triển ra Kỷ nguyên thần quyền Vi quy lực ước chừng lớn hơn 3 thành so với trước kia Nếu như đọc xong toàn bộ những thư tịch Trong thư khố này Hấp thư kiến thức Chuyển thành trí tuệ thì sao Kỷ nguyên chi thư cường đại đến trình độ nào Trên thân thể phương hàng bắt đầu thiêu đốt nguyên thủy chi khí thần quốc quanh thân thôi toán đến mức cực hạn tam thập tam thiên chí bảo bát bộ phù đồ cũng bắt đầu cùng bạo phụ trợ phương hàng thông vệ văn tự ầm vô số thư tịch đều bị thần quan của phương hàng chiếu lên phương diện trí tuệ trí thức cảm ngộ văn tự đều biến thành nước lũ cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể phương hàng lại mấy vạn bản điển tịch bị phương hàng đọc trong nháy mắt này hắn tương đương rất nhiều cao thủ đọc sách mấy chục năm trong thư khố Thủy Nguyệt Động Thiên, mỗi một quyển thư tịch đều là kỳ trân bảo điển, bị tổ sư Hoa Thiên Quân của Vũ Hóa môn thu thập, còn có cao thủ Cường Đại ở Vũ Hóa môn thu thập từ bên ngoài, ghi lại, cung cấp cho đệ tử đọc, quan sát, tăng thêm trí tuệ. Bất quá đệ tử bình thường sau khi đi vào, đều chẳng thèm ngó đến những thư tịch này, bọn họ phải tìm điển tịch tu hành đạo thuật cường đại để quan sát. Trong mắt Phương Hàn, đó là bỏ gốc lấy ngọn, tất cả trí tuệ, quy về một thân. Phương Hàng bước chậm trong thư khố thủy nguyệt động thiên, nước lũ kiến thức quanh thân càng lúc càng lớn, mà kỷ nguyên chi thư kia, trang càng ngày càng nhiều, văn minh phía trên lần lượt gia tăng, văn minh sử ở trên trang cũng càng ngày càng phong phú. Ở trong thư khố, có điển tịch của một cao thủ thần tộc bị vũ hóa môn chém giết để sót lại, dùng văn tự thần tộc viết thành. Cũng bị Phương Hàng quan sát tiêu hóa, gia tăng nội dung văn minh trang thứ nhất quanh thân phương hàn vô số tinh thể trí tuệ hoành không xuất hiện ở trong hỏa diễm nguyên thủy hừng hực thiêu đốt thành ánh sáng chói mắt chưa từng có giờ phút nào phương hàn lại có tâm lý nhẹ nhàng thoải mái như vậy hắn giống như một con thao thiết tiến vào trong hải dương cắn nuốt mỹ thực bất quá việc đọc không chút kiên kỵ này cũng tiêu hao đại lượng nguyên thủy chi khí Số lượng sách trong thư khố thủy nguyệt động thiên của vũ hóa môn không thể dùng vài lời tính toán được, khắp nơi đều là điển tịch khổng lồ, có thư tịch chất như dãy núi, bên trong không biết chứa đựng bao nhiêu cảm ngộ kiến thức cùng tu đạo, lấy tinh thần cùng thiên đạo của thư nhân nhận thức ra. Phương Hàng thi triển tuyệt học trong tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, động thiên thần nhãn, phục chế những kiến thức, kinh văn kia, thôi toán nội dung trong đó, trong nháy mắt, liền xuyên thủng thế giới tinh thần cùng tư tưởng của tác giả mỗi một bản thư tịch đều là thế giới tinh thần độc lập của tác giả. Phương Hàng đọc những thư tịch này, chẳng khác nào trao đổi trực diện cùng những tác giả kia, luận đàm thiên đạo. Rất nhiều chuyện gia tộc, phong thổ, công pháp tu hành, thậm chú là gút mắt tình cảm đều hảo hảo bị Phương Hàng thôi toán, lĩnh ngộ. Điều này khiến cho kỷ nguyên chi thư của Phương Hàng càng ngày càng phong phú, ẩn chứa càng nhiều huyền ảo. Phương Hàng chẳng khác gì dung nạp mấy chục mấy trăm hóa thạch, lão cổ đồng văn minh sử. Phương Hàng một đường đi về trước, chậm rãi tiến tới sâu xa trong thư khố. Dọc theo đường đi, tất cả thư tịch đều bị thần nhãn hắn quét qua, cơ hồ mỗi một bước tiến thêm, kiến thức hơn vạn quyển sách tiến vào trong cơ thể hắn, cùng hơn vạn tác giả, nhân vật thượng cổ tiến hành trao đổi thế giới tinh thần. Mỗi một thế giới tinh thần của tác giả, đều hợp hai thành một cùng thế giới tinh thần của hắn. Mỗi một quyển sách, chẳng khác nào là một đời vạn cổ lượng kiến thức lớn như vậy cho dù là cảnh giới tổ tiên đầu óc cũng không dung nạp nổi coi như có dung nạp được cũng bị ý niệm phức tạp làm cho tẩu hỏa nhập ma vô pháp triệt để tiêu hóa có người đầu óc thậm chí trực tiếp bị nổ tung kiến thức cũng không phải hấp thu càng nhiều càng tốt tỷ như người mới đọc một quyển điển tịch phật môn bị đạo lý tinh diệu trong đó thuyết phục ngay sau đó lại đi học một quyển điển tịch ma đạo bị lý luận ma đạo trong đó ảnh hưởng cuối cùng hai đạo lý xung đột, mất đi bản ngã. Tiếp tục như vậy, Tu Vi không thể tiến lui. Nhưng mà Phương Hàng bất đồng, kỷ nguyên chi thư, dung nạp tất cả. Một đường bước đi hơn ngàn bước, đọc được ước chùng 10 vạn bản điển tịch ma đạo, bên trong văn minh sử kỷ nguyên chi thư của hắn, đột nhiên xuất hiện một trang ma văn minh. Trang ma văn minh này, hoàn toàn bao lấy nội dung nguyên thủy tâm ma kinh, thậm chí ngay cả 3.000 đại đạo đại tâm ma thuật đều ghi lại, hiện lộ ra thiên ma, địa ma, nhân ma, thần ma, tâm ma, vô số biến thiên của văn minh ma tộc, còn có con đường phát triển tương lai. Một trang ma văn minh cùng Phật văn minh hỗ trợ ấn chứng nhau, ngược lại làm cho hai trang văn minh sử này càng ngày càng huyền diệu. Càng lúc càng có khí tức sử thi. Thần văn minh, Phật văn minh, Long văn minh, Tiên văn minh, Ma văn minh, càng lúc càng phong phú, hỗ trợ đối chứng lại càng xuất hiện rất nhiều đồ vật mới. Phương Hàng một đường đi về trước, càng về sau, kiến thức hấp thu càng lúc càng nhiều. Đã hoàn toàn vượt qua cực hạn của tổ tiên, thậm chí là nguyên tiên, thánh tiên thượng cổ, thánh nhân cũng không hấp thu kiến thức nhiều như hắn. Hơn nữa càng đi vào sâu trong thủy nguyệt động thiên, thư tịch cũng càng lúc càng lớn, mỗi quyển thư tịch còn muốn lớn hơn so với tòa núi nhỏ, phía trên còn có ý niệm cường đại, thậm chí kim tiên, tổ tiên cũng không thể đọc được, ý niệm thẩm thấu vào, sẽ bị ý niệm trong sách tạo chấn thương. Bất quá phương hàng liền thi triển thâu thiên chi đạo, ý niệm vừa chuyển, vòng qua tầng tầng cấm pháp, chiếu đến nội dụng trong sách. Sách có cấm pháp càng cường đại, đại biểu tác giả càng cường đại, có tác giả thậm chí đã tử vong, nhưng mà trong sách vẫn lưu lại phong mang đặc thù, chỉ cần là người đọc qua, sẽ bị phong mang cắt lấy, ý niệm vỡ nát, trí tuệ biến mất, trở thành ngu ngốc cũng may phương hàng trực tiếp ăn hết tiên khí tuyệt phẩm tâm hoàng bảo luân dung nhập vào trong tam thập tam thiên chí bảo luyện thâu thiên trảo thành tiên khí thượng phẩm uy lực gia tăng gấp 10 lần phá giải cấm pháp hiệu quả nhất ngay cả trời còn có thể trộn, còn sợ nội dung trong một quyển thư tịch nho nhỏ sao thâu thiên trộm trời vù đột nhiên lúc này phương hàng tự hồ động đến một quyển thư tịch cường đại trong thiên không một đạo kiếm quan sắc bén mang theo khí tức thánh nhân xẹp tới, chém giết hư không, phách tới hắn, không trung cư nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí, không ngờ lại có chút tương tự cùng đại hà tán kiếm thái thượng trưởng lão thủ lĩnh tuyệt sát kiếm thuật. Nhưng mà đạo kiếm khí này, so với đại hà tán kiếm còn hung hãn hơn vô số lần, tràn đầy khí tức thánh nhân, kiếm khí tung hoành, trực tiếp chém giết tới, cắt lấy dòng sông vận mệnh. Phương Hàng cũng bị một kiếm này làm cho không kịp ứng phó, liên tục lui về phía sau, Hộ thân cương khí trên thân thể bị rách ra từng đường, thiếu chút nữa đã phá nát cương khí gây tổn thương. Với tu vi của hắn, cũng thiếu chút nữa bị thương, nếu như là tổ tiên bình thường đi vào, đã lập tức bị chém giết. Đây là một quyển kiếm phổ. Phương Hàn trong lúc liên tục lui về sau, đã nhìn thấy thư tịch phát ra đạo kiếm khí này, cư nhiên là một quyển kiếm phổ. Kiếm phổ kia giấu ở sâu trong chúng tiểu sơn, là một quyển thẻ trúc đơn giản, trên thẻ trúc khắc rất nhiều vết kiếm. Tự hồ là tuyệt thế cao thủ diễn luyện kiếm thuật, khắc võ học mình lên trên. Giỏi cho một quyển kiếm phổ, cường đại như vậy. Xem ra ta phải cẩn thận quan sát một bên rồi. Trong lòng phương hàng khẽ động, trên đỉnh đầu liền bay ra ngoài bát bộ phù đồ, cư nhiên trấn áp kiến khí xuống, sau đó thi triển ra cầm nã đại thuật, hoành không một trảo, quyển trúc màu xanh liền rơi vào trong tay. Vù vù quyển thẻ trúc này xanh tươi ướt ác, phong mang kiếm khí phía trên bị một trảo bắt lấy liền giải dụ, trận trận kiếm khí bắn ra. May nhờ phương hàng thân mặt hóa thiên giáp còn có vô thiên tán, làm cho kiếm khí vô pháp thẩm thấu vào. Trong mỗi một đạo kiếm khí, đều có thực lực tương đương với cao thủ tổ tiên đỉnh phong. Mỗi quyển thẻ trúc, ở trong ẩn chứa kiếm khí cường đại như thế, thư nhân kia mạnh đến mức nào. Phương Hàng vận chuyển công lực, chậm rãi bức kiếm khí trên thẻ trúc về, mở thẻ trút ra lập tức phóng xạ ánh sáng mạnh mẽ có lực hiển lộ đạo đạo bút họa trên bản thể mỗi một đạo bút họa đều là một chiêu kiếm thuật tuyệt thế là văn tự thiên giới cổ xưa khắc họa thành ở trên có vài câu tâm pháp trong tay có kiếm không bằng trong lòng có kiếm trong lòng có kiếm không bằng không kiếm không kiếm có kiếm không bằng tán kiếm tâm như kiếm mộ chôn cất vạn kiếm kiếm hồn trường tồn Tán kiếm lão nhân lưu Bản kiếm phổ này, tên là Tán kiếm quyết, là một vị cao thủ gọi là Tán kiếm lão nhân lưu lại, Tán kiếm lão nhân này cũng không biết là nhân vật phương nào. Trước cuộc có tu vi gì, lưu lại cuốn kiếm phổ này, lại bị cao thủ vũ hóa môn có được, trữ tồn trong thư khố thủy nguyệt động thiên. Hảo kiếm thuật Phương Hàng đọc lấy từng chữ bí quyết bản tán kiếm này, từng văn tự phía trên đều giống như một thanh trường kiếm đâm chém, phách bổ, giết chết, mỗi một chiêu kiếm thuật đều trải qua sự tàn nhẫn, chiêu chiêu đoạt mạng. Học càng về sau, kiếm thuật càng biến đổi, biến thành âm thanh ai oán triền miên, hoặc biến thành từng đạo âm thanh ưu nhã, các loại kiếm thuật đều chứa đựng xuân vũ, hạ lôi, thu sương, đông tuyết, càng thêm vô cùng thần diệu. Phương Hàng đọc bản kiếm phổ này, cư nhiên phải hao tổn nửa canh giờ mới lý giải được tận cùng, đột nhiên kỷ nguyên chi thư khẽ chấn động, lại một trang xuất hiện trong đó là kiếm đạo chi văn minh, kiếm văn minh. Đọc bản tán kiếm quyết này, cư nhiên diễn giải ra một trang văn minh mới, phương hàng không thể tưởng tượng nổi, liền biết bản kiếm phổ này không phải chuyện đùa, cho nên hắn vung tay lên, quét một phương, sau đó đánh ra pháp quyết, dùng ngũ hành tinh khí cô động ra một tòa tế đàn, cung kính đặt bản thể trúc này lên tế đàn, sau đó lấy ra một ít phật chi, hóa thành dầu thắp, dùng tế tự kiếm phổ này. nhắc tới cũng kỳ quái. Kiếm phổ thể trúc này tự hồ có linh tính, nhận được tế tự của Phương Hàng, cư nhiên an tĩnh lại, hưởng lấy lực lượng Phật chi đang thiêu đốt. Bản kiếm phổ này, chính là của một cao thủ kiếm đạo tuyệt thế. Phương Hàng bình thản đi qua bản kiếm phổ, lần nữa hướng đến chỗ sâu tông thủy nguyệt động thiên, mặc dù trong kỷ nguyên thần quyền ẩn chứa thêm kiếm văn minh, nhưng đã tiêu hao không ít thời gian. Hắn chỉ có ba ngày thời gian, sau ba ngày, liền phải đi ra ở sâu trong thủy nguyệt động thiên, còn có rất nhiều thiên thư kỷ nguyên trước lưu lai, ai cũng xem không hiểu những văn tự đã thất truyền kia. Bất quá phương hàng lại có thể vận dụng chu thiên nghi để thôi toán, diễn biến ra một chút. Đối với kỷ nguyên thần quyền, rất có lợi ích. Nhất định phải ở TNG 3 ngày này, kiệt lực đọc hết đồ của kỷ nguyên trước. Thân thể hắn bay lên, cũng không quản những thư tịch khác, mà bay đến sâu trong thủy nguyệt động thiên hắn hiện tại đã có kinh nghiệm một số điển tịch cường đại khí tức đều vô cùng mạnh có do nguyên tiên viết thậm chí là thánh tiên hay hơn nữa là chí tiên hoàng giả viết mà còn một số điển tích nhỏ yếu khác hắn coi như chỉ nhìn chứ không hấp thu chút tri thức nào không muốn để lãng phí thời gian một đường bay về nơi sâu thần niệm đảo qua vô số điển tịch cường đại đều bị hắn dùng thâu thiên chi đạo nhìn trộm hấp thu kiến thức nhất là rất nhiều tinh hoa võ đạo, sau khi bị trí tuệ chuyển hóa, liền ở lại trong kỷ nguyên chi thư, ngưng tụ thành một trang văn minh lực lượng tối cường. Võ chi văn minh Võ đạo văn minh Trang văn minh này ngưng tụ ra, lực lượng trong cơ thể phương hàng, lần nữa tăng lên, mỗi một tinh thể thần quốc, đều tràn đầy khí tức võ đạo, cực kỳ cường tráng, chân lý võ đạo, ở trong cơ thể mỗi một tinh thể thần quốc đều có phát triển. Phương Hàng tự hồ cảm nhận được chỉ cần mình khẽ động, tinh thể thần quốc toàn thân sẽ hóa thành một võ giả, nghịch thiên đánh giết, diễn dịch ra võ học tuyệt thế. Tốt, võ đạo văn minh ngưng tụ hành hình, kỷ nguyên thần quyền ta coi như có lực lượng chân chính, có sát chiêu kinh hải thế tục, không bao giờ còn sơ khai, mà đã có thành tựu. Chiến đấu cùng người, cũng không thua bất kỳ võ học chư hoàng. Phát huy ra chiến lực thập bội trở lên. Phương Hàng mừng thầm trong lòng võ học tuyệt đỉnh thiên giới, ghi lại trong chư hoàng vũ kinh, tối đa cũng chỉ phát huy ra chiến lực thập bội. Dĩ nhiên, tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền lại khác, nó là võ học độc nhất vô nhị. Bất quá hiện tại, trang võ đạo văn mình của kỷ nguyên chi thư ngưng tụ thành hình, Phương Hàng liền cảm giác được mình có thể phát huy ra chiến lục thập nhất bội, đột phá thập bội rồi. Thậm chí về sau, trang võ đạo văn minh càng ngày càng phong phú, phát huy ra chiến lực càng lúc càng lớn.